Xin với ai nói nhỉ? Con là Lan ở thị trấn Xuân Trường ạ. Xin chào cả nhà mình nhá. Sao hôm nay không biết là trục trặc cái gì mà lúc nãy Hoàng Hương lại cho là ở mật khẩu khác cao là hồng gấm nhắn người là khác cao, xong bây giờ lại là mật khẩu Galaxy A3 chắc nào được. Xin chào cả nhà mình. Người có 51 người có khi là cũng là hơn 8 giờ rồi. Chúc mình cả nhà mình có nghe Hồng Gấm nói không rõ à? Alo, tiếng hơi bị dè chị Gấm ạ. Tiếng hơi bị dè. Vâng, chị kiểm tra lại mạng xem có thể là do mạng hơi bị yếu. À, do mạng à? Khả năng mạng thật. Dạ, bây giờ mới đỡ rồi chị này. Được chưa? Alo? Chị Gấm ơi. Ơi. Được rồi chị ạ. Alo. Được rồi chị nhá. À, được rồi ạ. Vâng. Thì trước hết là Hồng Gấm xin chào tất cả anh chị em có mặt trong cái phòng Zoom ngày hôm nay. Hôm nay thì cũng rất là vinh dự cho Hồng Gấm được trưởng ekip 3 sao Hoàng Hương giao cho nhiệm vụ làm MC trong cái buổi tối ngày hôm nay. Thế thì trước hết là Hồng Gấm xin làm quen với cả nhà mình. Tên đầy đủ là Phạm Thị Hồng Gấm và sinh năm 1965, đang là nhà phân phối của thị trường Lai Châu. Và hiện nay là cấp bậc danh hiệu giám đốc 2 sao. Cũng tham gia vào Lưu Email từ tháng 5 năm 2019 ạ. Và được Hoàng Hương, lãnh đạo Hoàng Hương cho làm MC buổi hôm nay thì trước hết là Hồng Gấm gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý nhà phân phối cũng như là khách hàng có mặt trong cái buổi đào tạo của G23 ngày hôm nay ạ. Cả nhà mình yêu ái cho Hồng Gấm highlight để Hồng Gấm có thêm năng lượng ạ. Dạ vâng. Thì trước hết là Hồng Gấm sẽ nêu cái quy định của phòng Zoom. Thì đề nghị cả nhà chúng ta là ăn mặc lịch sự gọn gàng. Tất cả mọi người chúng ta sẽ tắt mic trong quá trình mà chủ giảng giảng. Cũng như là chúng ta bật cam để có hình ảnh khác với chủ giảng. Đồng thời là chúng ta chuẩn bị giấy bút. Vở ghi chép đầy đủ cũng như là tư thế chúng ta ngồi ngay ngắn để ghi chép nội dung bài cho được tốt ạ. Và cái nội dung của cái buổi đào tạo hôm nay, thứ nhất đó là chúng ta có chủ giảng sẽ chia sẻ về cái vai trò của canxi đối với lại đời sống sức khỏe của con người. Và nội dung thứ hai đó là chúng ta có các cái khách hàng cũng như là nhà phân phối, chúng ta chia sẻ về cái trải nghiệm sản phẩm cũng như là kinh doanh cùng với New Emay. Thì đầu tiên đó là cái nội dung về chủ giảng về vai trò của canxi đối với đời sống và sức khỏe của con người. Thì Hồng Gấm xin trân trọng giới thiệu đó là một chị hiện đang là giáo viên viên tiếng Anh của trường trung học cơ sở Đặng Xuân Khu ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Chị tham gia và Lưu MA từ tháng 3 năm 2020, hiện nay mới được có 13 tháng, nhưng chị đang dẫn dắt một đoàn đội, đó là giám đốc 3 sao của cái thị trường Nam Định. Và chị cũng là một người rất là tâm huyết với hệ thống và cũng đã có những cái kinh nghiệm trong quá trình dìu dắt đoàn đội. Và cái hệ thống của chị là trưởng thành rất là nhanh chóng cũng như là bước đột phá
ở trong quá trình làm New MA, và đối với lại các nhà phân phối thì trong hệ thống của chị thì cũng có một cái tâm huyết rất là tốt và thu nhập cao, và dẫn dắt đoàn đội trong hệ thống trong năm 2020 và 2021 là doanh số là rất là ổn định và phát triển thị trường rất là tốt. Thì hôm nay Hồng Gấm xin trân trọng giới thiệu đó là chị Tống Thị Nga, giám đốc 3 sao ở thị trường Nam Định, và chị sẽ lên chủ giảng với chúng ta về cái vai trò của canxi đối với đời sống sức khỏe con người. Xin mời chị Tống Thị Nga, giám đốc 3 sao ạ. Cả nhà ta sẽ cho chị Tống Thị Nga highlight để cổ vũ động viên tinh thần chị Tống Thị Nga. Xin mời chị Nga. Vâng vâng, em đây chị Gấm ơi. Cảm ơn những cái lời rất là có nhiều cánh của chị Gấm. Em xúc động quá, cảm động quá. Để đó giờ nay mới có người quảng bá rầm rộ quá. Và lần đầu tiên cho phép em gửi lời chào. Tháng 12 năm 2019 thế như chính thức làm việc từ tháng 3 năm 2020. Thế thì đến ngày hôm nay thì thành tích thì cũng chưa có gì để mà khoe với cả nhà lắm, nhưng mà thực ra mà nói thì đội nhóm cũng nho nhỏ, được cái thì có ưu điểm chị em trong đội nhóm rất là đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Thế thì cái cơ duyên mà em biết đấy, cái dòng sản phẩm này cũng không phải là tự nhiên, và cái nguyên nhân chính bản thân em cũng là một trong người thiếu canxi. Và cái chia sẻ với cả nhà với em một cái đoạn ngắn ngắn với bản thân, đó là cách đây khoảng 18 tháng thì bản thân em có đi mổ cắt hai thủy tuyến giáp. Khi mổ cắt hai thủy tuyến giáp thì nó xảy ra một cái biến cố, đó là bị thiếu canxi trầm trọng trong máu và dẫn đến hiện tượng co quắp chân tay. Và ở đó thì ở tại bệnh viện nội tiết thì bản thân em Nga đã một tuần liên tiếp tiêm canxi vào máu để mà mình giảm bớt được cái hiện tượng là co quắp đi. Sau đó thì điều trị tích cực bằng việc đường uống hóa dược canxi, và sau đó thì được có một cơ duyên rất là may, đó là mình biết đến cái thực phẩm bổ sung alpha lipid này. Thì bản thân em đến nay cũng là 18 tháng tròn, và với cái mình dùng rất là tích cực, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần. Sau chỉ khoảng 6 tháng thì cái việc mà mình bổ sung canxi nó có sự thay đổi rõ rệt. Tức là tay chân mình thì đương nhiên cái hiện tượng co quắp thì nó không còn, và cái canxi nó cũng tăng lên rõ rệt. Có thể đây là một trong những cái nguyên nhân chính mà lãnh đạo của G23 chúng ta phân chia cho mình, chia sẻ cái bài về canxi trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng mà thực tế mà nói thì trong buổi dung của ngày hôm nay rất nhiều các quý anh chị ra là giáo viên giảng dạy bộ môn sinh hóa, đặc biệt là môn sinh, đúng không ạ? Đấy, và bên cạnh đó thì còn có rất nhiều các y bác sĩ dược sĩ đang có mà trong hồ Zoom, thì cho phép Nga múa rìu một buổi tối. Thì trong quá trình múa và thấy cái chỗ nào mà nó phạm thì hoặc là nó chưa múa đúng ấy, thì cũng rất mong quý quan anh chị góp ý để cái bài về canxi của em nó hoàn thiện hơn trong những buổi chia sẻ tiếp theo. Và chị Gấm ơi, có khi chị chuyển cho em cái quyền chủ trì để em chia sẻ cái slide thì em mới share được màn hình ấy, chị không có được quyền chủ trì đâu em ơi. Em Ngân ơi, em Ngân giúp chị Nga lúc lấy thì được. Ok, cảm ơn em, được rồi. Vâng, bây giờ để cái phần này được bắt đầu thì khả năng cái theo cái dự kiến ấy, thì cái bài chia sẻ của em Nga nó sẽ kéo ra dài trong khoảng từ 30 phút cho đến 4 phút cho cả nhà. Cái phần này thì có thể nói là hầu như là các chị em trong đội nhóm của chúng ta, đặc biệt là bên cái đội nhóm của G23 thì các bạn cũng đã là nắm bắt rất là tốt về cái phần canxi rồi. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nghe lại thôi. Đấy, còn nếu như mà mình thấy cái phần nào mình
mình cần ghi chép thì cả nhà sẽ ghi chép. Còn nếu như mà cả nhà thấy là em Nga trình bày xong nó vẫn còn thiếu sót thì cả nhà sẽ bổ sung nhé. Ok, bây giờ thì em Nga sẽ chia sẻ cái màn hình. Vâng, lãnh đạo Nga cứ nói chậm chậm cho anh em ghi chép rất là đầy đủ đây. Mọi người rất là tâm đắc cái bài chia sẻ về canxi của em Nga nên là cứ đọc chậm rãi em, các nhà phân phối sẽ ghi chép đầy đủ nha. À, chị ơi, có khi là cái chỗ nào cần nhanh thì em cũng vẫn đi nhanh, còn cái chỗ nào mà cả nhà cần muốn ghi chậm thì sẽ là nói chậm, thế chị gấm nhá. Còn nếu mà đọc mà hết cái phần này hoặc là đọc nhỏ để ghi chép thì nó rất là lâu, bởi cơ bản là các bạn cũng có cái cơ bản rồi thì em xin chia sẻ từ từ, để cái đoạn nào mà cả nhà cần ghi thì mình sẽ đi chậm một chút, đúng không chị? Vâng, thế thì em xin được bắt đầu vào cái bài buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay thì chia sẻ là cái phần về vai trò canxi trong đời sống trong con người. Thế thì cứ nói đến canxi thì bản thân như là bản thân như em hay là toàn thể quý các anh chị mà nếu chưa đi vào tìm hiểu cái ngành kinh doanh, đặc biệt là đối với sản phẩm Antanipid, thì chúng ta cứ nói đến canxi là chúng ta nghĩ ngay đến canxi có trong ở hệ xương, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế mà nói thì canxi có 99% nằm trong xương, răng, móng và tóc. 1% còn lại thì nó nằm trong máu. Cái 1% đấy nó là một cái hằng số không đổi. Tuy nó là chỉ có 1% thôi, thế nhưng mà nó vô cùng quan trọng bởi vì nó duy trì cái nhịp đập của tim. Đó. Lượng canxi trong máu được kiểm soát chặt chẽ bởi hai hormone, đó là hormone tuyến cận giáp và hormone calcitonin. Khi canxi trong máu giảm thì cái hormone tuyến cận giáp sẽ tạo kích thích làm xương giải phóng canxi đưa vào máu. Hormone tuyến cận giáp làm tăng nồng độ canxi bằng cách giải phóng canxi từ xương, tăng lượng hấp thu canxi từ ruột non và giảm bài tiết canxi từ thận. Canxi giữ vai trò truyền dẫn thông tin thứ hai trong hoạt động của cơ thể. Nó tham gia toàn bộ các hiện tượng của cơ thể và công năng của tế bào. Thế thì vai trò của canxi trong cơ thể thì như các quý quan các chị đang nhìn thấy trên màn hình đấy ạ. Thì thứ nhất đó là nó duy trì nhịp đập của tim. Thứ hai đó là duy trì phản ứng của cơ bắp. Thứ ba đó là thúc đẩy quá trình truyền dẫn thần kinh. Thứ tư đó là tham gia vào quá trình làm đông máu. Thứ năm đó là kích hoạt các enzyme làm giảm mỡ máu, phân giải protein. Thế thì theo như cái giải Nobel y học của tiến sĩ Wallace người Mỹ năm 1991 thì có nội dung như sau. Nếu như mà cơ thể con người chúng ta mà thiếu canxi thì sẽ là nguyên nhân dẫn đến 147 các loại bệnh khác nhau. Bởi vì canxi duy trì nhịp đập của tim. Nếu như mà chúng ta thiếu canxi ấy, thì cái biểu hiện đầu tiên chúng ta thấy đó là bị hồi hộp. Thứ hai đó là bị chuột rút. Tiếp theo nữa đó là giấc ngủ chúng ta nó không sâu, giấc ngủ chập chờn, ngủ mơ màng. Ví dụ như chúng ta ngủ được rồi nhưng khi mà tỉnh dậy giữa đêm thì chúng ta ngủ lại rất là khó ngủ. Theo như thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì cho ta thấy rằng cái khẩu phần ăn của người Việt Nam hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 400 đến 500 mg canxi trên người trong một ngày. Mà cái canxi thì chúng ta cần hàng ngày bởi vì nó là thức ăn, nó là thực phẩm. Và cái nhu cầu canxi của cơ thể con người ta thì sẽ cần như sau. Cả nhà chờ một tí để mình xem cái hình ảnh. Cho chị hỏi thủ lĩnh Nga một chút, hôm nay có ghi âm không đấy? Dạ, em đang dùng máy tính ạ. Vâng, thế cả nhà nhìn lên cái phần màn hình của mình đi ạ. Vâng, trên đây là cái nhu cầu canxi cần thiết của cơ thể. Theo như tổ chức WHO thì cái lượng canxi cần cho mọi lứa tuổi như sau. Dưới 6 tháng tuổi thì sẽ cần là 300 mg canxi trên một ngày. 7 đến 12 tháng thì cần 400 mg canxi trên một ngày. Từ 1 đến 3 tuổi thì cần là hàm lượng là 500 mg canxi. Còn từ 4 đến 6 tuổi thì cần 600 mg canxi. Từ 7 đến 9 tuổi thì cần 700 mg canxi. 10 tuổi thì cần tới 1.000 mg canxi. Từ độ tuổi 11 đến độ tuổi 24 thì cần tới 1.200 mg canxi.
từ độ tuổi 24 đến độ tuổi 50 thì cần từ 800 đến 1.000 mg canxi trên người trên ngày. Phụ nữ có thai và người cao tuổi thì cần từ 1.200 đến 1.500 mg canxi trên ngày. Như vậy thì theo như cái số lượng trên đây thì cả nhà thấy rằng hầu hết đối với người Việt Nam thì ở mà thanh thiếu niên từ độ tuổi từ 11 đến 24 thì thường là các bà mẹ rất là ít quan tâm đến con em mình trong cái việc bổ sung canxi, và thường là lúc đó thì lớn rồi, tự ăn tự lớn đúng không ạ? Chúng ta thì chỉ tập trung là chăm bẵm các em bé từ độ 1 tuổi đến 3 tuổi, ví dụ như thế. Thế nhưng mà chia sẻ với cả nhà là mà chúng ta ăn uống ấy, thì chỉ đạt được từ 400 đến 100mg canxi cho một người trên một ngày đối với người trưởng thành thường. Vậy thì theo như cái bảng trên đây mà cả nhà đang xem thì chúng ta sẽ bị thiếu hụt canxi rất là nhiều, không những là nhiều ngày nhiều tháng mà là nhiều năm, đúng không ạ? Đặc biệt là những người từ độ tuổi trung niên trở nên thì thiếu hụt canxi là một cái nạn đói tiềm ẩn. Do vậy mà chúng ta nên phải bổ sung canxi hàng ngày. Đó chính là lý do mà thực phẩm bổ sung ra đời. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Vậy các anh chị đã có các giải pháp nào để bổ sung canxi hàng ngày hay chưa? Thì bản thân em ở đây sẽ có một cái giải pháp bổ sung canxi tối ưu cho các anh chị. Đó chính là chúng ta sử dụng thực phẩm bổ sung canxi. Bởi vì trong cái lon thực phẩm của chúng ta là một lon có 28.000mg. Đúng không? Là một lon có cái hàm lượng canxi có thể nói là rất là cao. 16g là đã có được 1.000mg canxi rồi. Rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì hiện nay thì có nhiều các loại sữa, các loại dược phẩm có canxi. Và chúng ta sẽ đặt một cái so sánh nhỏ nhỏ. Đó là gì? Sữa mà có cái thương hiệu chứ. Trong phòng còn nhiều người bật mic quá. Chúng ta đang sử dụng. Chúng ta đang biết được cái này. Thì một hộp 850g thì trị giá của nó khoảng 700.000 đồng đối với các siêu thị hiện nay. Thì đối với các siêu thị hiện nay thì chúng ta đang phải mua với cái giá khoảng 720-730. Thì cái hàm lượng đối với một cái hộp hộp sữa to đó thì nó khoảng 3.826mg. Thế thì so với cái 28.000mg trên một lon sản phẩm của chúng ta thì cái hộp to đó là nó chỉ khoảng gì ạ? Nó phải có hơn 7 cái hộp to đó thì nó mới bằng một cái hộp thực phẩm bổ sung canxi của chúng ta. Nhưng mà nếu tính ra cái lượng hấp thu thì cái lượng hấp thu của cái dòng thực phẩm bổ sung canxi thì hấp thu rất là cao, là từ 90 đến 98%. Do vậy thì cả nhà có nhìn thấy cái hình ảnh mà em Nga đang share trên màn hình không ạ? Cả nhà có nhìn thấy không ạ? Nhìn rõ. Thì rất là các bạn nó nhắn là không nhìn thấy thì khả năng do màn của các bạn, đúng không ạ? Vâng. Vậy này, em Nga xin được tiếp tục ạ. Như vậy thì mình đang so sánh với một hộp một cái hộp mà có thương hiệu trên thị trường hiện nay nhé. Chỉ có 3.826mg, tức là chỉ được 4.000. Nếu như so với lượng 28.000mg trên lon trong thực phẩm của chúng ta thì nó phải hơn 7 hộp to đó với bằng một cái lon nhỏ của chúng ta. Thế nhưng mà nói về độ hấp thu thì chúng ta phải sử dụng 15 hộp đó, 15 hộp mà có trị giá khoảng 720 đồng một hộp đó, thì nó mới bằng cái hàm lượng có trong cái lon sản phẩm của chúng ta. Bởi vì cái lon sản phẩm của chúng ta là độ hấp thu của nó nhờ cái công nghệ là hấp thu được từ 90-98%. Bởi vì chúng ta có thể, nếu như mà mất tiếng rồi, mất hình, với dòng F1 của dòng bên hơn đó, thì nó phải bằng 18 hộp F1 của bên hơn, đúng không ạ? Và so với cái dòng mà cụ thể như là Enlin trên thị trường hiện nay là một trong những dòng mà bổ sung canxi rất là cao, thì nó cũng phải tương ứng bằng 10 cái hộp Enlin đó. Còn nếu mà tương ứng với các cái sản phẩm khác tương khoảng 7 triệu đồng thì mới có được. Như vậy thì cơ thể chúng ta thường xuyên bị thiếu canxi, đặc biệt là phụ nữ, bởi vì phụ nữ thì chúng ta thường có các cái chu kỳ kinh
hoặc là sinh đẻ thì chúng ta bị mất cái canxi huyết rất là nhiều. Vào tự nó có hay là mình tự chẳng. Chúng ta bị có các cái bệnh lý mà liên quan đến thiếu hụt canxi thì như vậy thì nên bổ sung hàm lượng canxi từ ngoài từ khoảng 30. Và như vậy thì em Nga sẽ chia sẻ về cái cơ chế canxi di chuyển như sau. Và khi mà cái nhu cầu canxi hàng ngày của chúng ta không đủ thì cái nồng độ canxi trong máu nó giảm xuống dưới 1%. Và như vậy em Nga xin chia sẻ về cái màn hình khác nha. Chờ một chút để chia sẻ cái hình ảnh khác để chúng ta thấy rõ được. Đó. Cả nhà nhìn thấy cái màn hình đi ạ. Khi nhu cầu của canxi hàng ngày chúng ta không đủ thì cái nồng độ canxi trong máu giảm xuống dưới 1%. Đó. Thì chúng ta sẽ dẫn đến hiện tượng là bị thiếu canxi trong máu, dẫn đến hiện tượng co cơ hay còn gọi là hiện tượng. Thì khi đó cái tuyến cận giác tràng của chúng ta thúc đẩy canxi từ xương đưa vào máu để sự cân bằng canxi trong máu. Quy trình này thì diễn ra rất là ngắn, trong tích tắc thôi, chúng ta không thể tự nhận biết được. Thế nhưng mà như vậy thì chúng ta khi mà rút chúng ta chỉ bị tí là chúng ta hít và chúng ta bị hút hoặc là cùng nắm là chỉ khoảng một vài phút thôi đấy, vì chúng ta rất là khó để cảm nhận được, rất là khó để cảm nhận được. Vậy thì do cái nguồn thức ăn của chúng ta không đủ cái hàm lượng canxi cần thiết cho nhu cầu của cơ thể, cái tuyến cận giác tràng là luôn luôn bị kích thích tiết ra quá nhiều các hormone, cái chức năng này làm việc quá mức, cũng giống như là cái đồng hồ của chúng ta nó làm việc nhiều thì nó cũng mệt mỏi, cũng có lúc nó chạy sai. Thì cái chức năng của tuyến cận giác tràng này thì nó luôn luôn làm việc quá mức, đến khi mà nó không kiểm soát đủ cái nồng độ canxi trong máu thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là cái hàm lượng canxi trong máu lúc cao 1%. Khi đó thì chúng ta sẽ bị cái hiện tượng đó là loạn nhịp tim. Khi chúng ta bị loạn nhịp tim thì lúc này cái hệ thống điều tiết canxi trong máu sẽ phát huy hết tác dụng, đó là cái tuyến cận giác sẽ tiết ra một cái hormone, đó là hormone calcitonin, để chuyển lượng dư thừa canxi từ trong máu tới các tổ chức để duy trì cái nồng độ canxi trong máu. Thì đó người ta gọi là quy trình canxi di chuyển. Và sau đây thì sẽ xem một cái màn hình về cái quy trình canxi di chuyển như sau, cả nhà chờ một chút. Vâng, đó. Như vậy thì cả nhà quan sát trên cái màn hình và chúng ta có thể hình dung ra được. Và sau đây là một cái quy trình canxi di chuyển mà bản thân em Nga cũng rất là tâm đắc đối với cái phần này. Bởi vì khi mà mình tìm hiểu sâu, tìm hiểu kỹ về cái quy trình canxi di chuyển thì em Nga thấy rằng là bản thân con người ta thì đúng như là cái kết luận của cái giải Nobel y học năm 1991 ấy, đó là chúng ta thiếu canxi thì là nguyên nhân dẫn đến 147 các loại bệnh khác nhau. Phần này có thể em Nga nói chậm một chút để cả nhà có thể tranh thủ chúng ta ghi chép, nếu như chúng ta biết rồi thì thôi, còn nếu ta chưa biết thì chúng ta sẽ tranh thủ ghi chép. Thế thì sau đây là cái quy trình canxi di chuyển. Nếu như mà mình đang chia sẻ về cái việc là cái nếu như canxi trong máu chúng ta bị thiếu hụt thì tuyến cận giác tràng sẽ điều chỉnh canxi từ diện từ xương để chuyển vào máu để cân bằng, nhưng nó làm việc nhiều, nó mệt mỏi, nó dẫn đến không điều khiển được và cái hàm lượng canxi trong máu nó sẽ cao hơn 1%. Khi đó thì chúng ta bị loạn nhịp tim và nó lại lúc này thì nó lại làm một cái việc, đó là di chuyển cái phần dư thừa từ trong máu ra tới các cái tổ chức khác. Và đó là quy trình canxi di chuyển. Thì chúng ta sẽ ghi các quy trình canxi di chuyển như sau. Nếu như canxi được chuyển ra các khớp xương thì sẽ dẫn đến hiện tượng gai xương, làm thoái hóa, vôi hóa, viêm khớp. Và cái gai xương này nó chèn vào dây thần kinh thì sẽ dẫn đến tê bì chân tay, bả vai hoặc là thần kinh toàn. Cả nhà có cần ghi chép hay là chỉ cần nói như lúc đầu ạ? Để ghi đi em ơi. Có ghi em ạ.
À, có ghi ạ. Nếu các chị có ghi thì em sẽ nói chậm ạ. Các chị ghi không ạ? Có. À, em xin nói lại ạ. Cái mục đầu tiên của canxi chuyển đó là nếu canxi được chuyển ra các khớp xương thì sẽ dẫn đến hiện tượng gai xương, làm thoái hóa, vôi hóa, viêm khớp. Cái đoạn tiếp theo, nếu mà cái gai xương này nó chèn vào dây thần kinh thì sẽ dẫn đến bị tê bì chân tay, bả vai, thần kinh toàn. Cái đoạn thứ ba, nếu mà gai xương chèn vào mạch máu lên não thì sẽ gây ra bệnh thiểu năng tuần hoàn não. Gai xương chèn vào mạch máu lên não thì sẽ gây ra bệnh thiểu năng tuần hoàn não, gây ra chứng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt. Nếu canxi chuyển vào niệu đạo, vào mật, vào thận thì sẽ gây ra sỏi đường tiết niệu, sỏi mật, sỏi thận. Lãnh đạo nói chậm hơn chút nữa, xong là đọc đi đọc lại hai lần. Vâng vâng, em đọc lại. Vâng. Các chị ghi đến đâu rồi ạ? Đọc lại bí thứ mấy ạ? Chỗ mà canxi chuyển di chuyển vào mật á. Dạ vâng ạ. Nếu canxi chuyển vào niệu đạo, vào mật, vào thận thì sẽ tạo thành sỏi đường tiết niệu, sỏi mật, sỏi thận. Nếu canxi di chuyển vào niệu đạo, vào mật, vào thận thì sẽ tạo thành sỏi đường tiết niệu, sỏi mật, sỏi thận. Như vậy là nguyên nhân gây ra sỏi là do thiếu canxi. Đúng không ạ? Và tiếp theo, nếu canxi chuyển tới tế bào thần kinh thì tế bào thần kinh bị lão hóa. Nếu canxi chuyển tới tế bào thần kinh thì tế bào thần kinh bị lão hóa. Gây ra chứng lú lẫn của người già, suy giảm trí nhớ. Người ta còn gọi là bệnh Alzheimer đấy ạ. Canxi chuyển tới tế bào thần kinh, tế bào thần kinh bị lão hóa, gây ra chứng lú lẫn của người già, suy giảm trí nhớ, gọi là bệnh Alzheimer. Rồi bị run chân tay, gọi là bệnh Parkinson của người già đấy ạ. Suy giảm trí nhớ, run chân tay. Tiếp theo, nếu canxi chuyển vào các mạch máu, nếu canxi chuyển vào các mạch máu canxi chuyển vào mạch máu thì dẫn đến hiện tượng xơ cứng động mạch, thì sẽ bị xơ cứng động mạch. Xơ cứng động mạch. Là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh nhồi máu cơ tim. Là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh nhồi máu cơ tim. Huyết áp cao. Nhồi máu cơ tim, huyết áp cao. Đây là một trong những căn bệnh nguy hiểm gây ra tỷ lệ tử vong đến 30% và ngày càng cao hơn trong tương lai gần. Và như thống kê thì cái bệnh nhồi máu cơ tim này của chúng ta có tới 30% là tử vong.
và ngày càng cao hơn trong tương lai gần. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng cái bệnh tim mạch một phần là do thiếu canxi gây lên. Nếu canxi chuyển đến da, kích thích việc hình thành các phân tử tiền hắc sắc tố melanin. Nếu canxi di chuyển đến da thì kích thích việc hình thành các phân tử tiền hắc sắc tố melanin nằm ở vùng sinh sản tế bào da. Tế bào da bị oxy hóa gây ra nám da. Vùng sinh sản tế bào da bị oxy hóa gây ra nám da. Như vậy đây chính là một trong những cái bí kíp mà rất nhiều các chị em dùng sản phẩm alpha lipid sau một thời gian thì các cái vết nám đó thì nó sáng ra dần ra, nó mờ đi, da sáng dần ra mà người ta không hề phải sử dụng các loại mỹ phẩm nào. Tức là chúng ta uống bổ sung canxi ở bên trong, chúng ta gì ạ, tận dụng cho bao bôi xoa lên mặt ở bên ngoài. Và như vậy thì sau một thời gian chị em sử dụng thì cái vùng nám da nó sáng ra. Và bản thân em Nga thì cũng đã gặp rất nhiều các khách hàng chia sẻ về cái vấn đề này và chị em rất là phấn khởi. Vâng, cả nhà ghi tiếp ạ. Nếu canxi chuyển đến các tổ chức khí quan khác, lúc này nồng độ canxi trong tế bào và dịch ngoài tế bào có sự biến đổi. Dẫn đến tổ chức phần mềm bị xơ cứng. Làm cho công năng của nhiều khí quan trong cơ thể bị thoái hóa. Suy yếu. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho loài người bị lão hóa sớm. Cả nhà ghi mũi tên, đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho loài người bị lão hóa sớm. Và cả nhà kế tiếp ạ, những người mà kiên trì bổ sung canxi thì sức khỏe dồi dào, da rẻ mịn màng, hồng hào. Người kiên trì bổ sung canxi thì có sức khỏe dồi dào, da rẻ mịn màng, hồng hào. Tư duy nhanh nhạy hơn. Có phần trẻ trung hơn so với những người cùng trang lứa.
có phần trẻ trung hơn so với những người cùng trang lứa. Cả nhà có ghi kịp không ạ? Có. Vâng, vâng. Và ngay sau đây thì em Nga xin chia sẻ về cái biểu hiện của trẻ em và người lớn thiếu canxi thì như thế nào. Khi mà chúng ta đi làm thị trường ấy, hoặc là gặp những người khó tính thì người ta cứ hỏi là thế thì làm thế nào là bản thân tôi biết là tôi thiếu canxi, hay là làm thế nào là tôi biết là con cháu như tôi thiếu canxi, thì cả nhà sẽ kẻ ra làm hai cột. Một cột là biểu hiện của trẻ em thiếu canxi và một cột là người lớn, một bên là người lớn thiếu canxi. Cả nhà bắt đầu ghi ạ. Cái bên chúng ta ghi từ bên cột trẻ em thiếu canxi trước ạ. Cái biểu hiện của trẻ em thiếu canxi, cái biểu hiện đầu tiên đó là khóc dạ đề. Khóc dạ đề. Tức là khi đứa trẻ nó được sinh ra nó khóc suốt ngày đêm sáng tối, chúng ta hay gọi là khóc dạ đề. Thế thì cái khóc này có một số người thì bảo là cháu nó phải vía rồi cháu nó khó tính rồi nó phải khóc hết bằng này bằng kia thì nó phải hết. Thế thực ra mà nói thì do nó thiếu canxi. Nó thiếu canxi và nó nhấc mình nó khóc. Khi nào mà nó bú sữa mẹ, nó bú sữa mẹ nó đáp ứng đủ cái hàm lượng canxi thì nó hết nhấc mình nhấc mẩy, nó hết khóc. Có những đứa thì nó bú sữa mẹ khoảng 1 tháng, 2 tháng. Có những đứa thì nó có thể ngắn hơn, thì dài hơn, tùy theo cái việc nó thiếu nhiều hay thiếu ít, đúng không ạ? Chúng ta ghi cái biểu hiện thứ nhất đó là khóc dạ đề. Cái biểu hiện thứ hai đó là đầu bẹp cá chê. Đầu bẹp cá chê. Thì rất nhiều các bác là đi khoe là gì? Con cháu nhà em nó ngoan hiền, em đặt nó nhiều thì đầu nó bẹp ra, nó nằm nhiều, chứ thực tế không phải, là do nó thiếu canxi. Cả nhà ghi cái biểu hiện thứ hai đó là đầu bẹp cá chê. Cái biểu hiện thứ ba đó là tóc rụng hình vành khăn. Tóc rụng hình vành khăn. Biểu hiện thứ ba đó là tóc rụng hình vành khăn. Biểu hiện thứ tư đó là gì ạ? Ra mồ hôi trộm. Biểu hiện thứ tư đó là ra mồ hôi trộm. Lúc nào nó cũng có biểu hiện là mướt mồ hôi đó. Đấy là biểu hiện thứ năm đó là giấc ngủ chập chờn, ngủ không sâu. Đấy, nó cứ ngủ nó cứ giật mình ấy, ngủ không sâu, ngủ chập chờn. Và cái biểu hiện tiếp theo nữa là còi xương suy dưỡng chậm lớn. Còi xương suy dưỡng chậm lớn. Đó, mình ghi những cái biểu hiện cơ bản là đối với trẻ em là như vậy. Thế cả nhà, chúng ta ghi sang cột biểu hiện đối với người lớn. Cả nhà ghi kịp không ạ? Đó. Và biểu hiện đối với người lớn. Thì cái biểu hiện đầu tiên đó là chúng ta thấy đó là bị co cơ. Khi chúng ta thiếu canxi, cái biểu hiện đầu tiên đó là co cơ. Và là biểu hiện chuẩn rút đi ạ. Cái biểu hiện tiếp theo nữa đó là cái xương đùi của chúng ta nó bị tê buốt. Đó, cái xương đùi của chúng ta nó bị tê buốt. Vì sao cái xương đùi của chúng ta tê buốt là báo hiệu chúng ta bị thiếu canxi trầm trọng rồi? Bởi vì đơn giản nó là cái xương đùi của chúng ta là cái xương dài nhất của cơ thể. Khi nó có cái biểu hiện tê buốt tức là chúng ta đã thiếu canxi trầm trọng rồi ạ. Vâng. Rồi, người lớn thì chúng ta có rất nhiều. Chính là những cái phần mà canxi di chuyển nó dẫn đến ạ. Cả nhà có thể ghi tiếp theo đó là bị thoái hóa, vôi hóa, bị thoái hóa, vôi hóa. Bị gai xương, rồi viêm khớp, thoái hóa, vôi hóa, gai xương, viêm khớp. Rồi nhỉ?
và tạo thành sỏi. Sỏi cũng là nguyên nhân thiếu canxi đúng không ạ? Sỏi các loại, sỏi thận, sỏi mật, sỏi tiết niệu vân vân. Đặc biệt tiếp theo đó là mất ngủ. Những người ngủ chập chờn nhá, ngủ không sâu giấc, nằm mãi không ngủ được, đúng không ạ? Khi mà đi làm thị trường, các chị em thấy là người ta cứ nói là tôi già rồi tôi hay mất ngủ. Chúng ta không thể nói là mặc định là người già mất ngủ. Tại sao người già là mất ngủ? Người già mất ngủ là do bởi vì người ta thiếu dụng canxi quá nhiều, cho nên người ta không ngủ sâu giấc và ngủ chập chờn. Thì đó là cái biểu hiện mà mất ngủ. Nó biểu hiện là đau đầu, chóng mặt. Rồi tiếp theo là biểu hiện đau đầu, chóng mặt, mất trí nhớ, đau đầu, chóng mặt, mất trí nhớ. Còn run chân tay, nám da, vân vân, đúng không ạ? Đấy là các cái biểu hiện cơ bản. Nên cái việc là run chân tay thì xin kể một câu chuyện nho nhỏ đối với cả nhà, đó là gì? Cái nhà phân phối của em khi mà đi chia sẻ cho một cái bác bị run chân tay, không cầm được chổi quét nhà, không cầm được ăn cơm, thì khi cái lần đầu tiên mà chị vào chị chia sẻ thì con cái là của cái bác đó là không tin sản phẩm, là có những cái lời lẽ không hay, đúng không ạ? Nhưng mà chị thì vẫn cứ quyết tâm để chia sẻ cái dòng sản phẩm này cho bác ấy, và bác ấy cũng quyết tâm bác ấy dùng. Và sau khi bác ấy dùng được khoảng 6 lon sản phẩm thì hiện nay để bác ấy cầm được chổi quét nhà, bác ấy cầm được đũa ăn cơm, đấy là cái sự tuyệt vời của sản phẩm alpha thực phẩm của Dung Alpha Nutrition của chúng ta, đúng không? Khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta nắm chắc được các cái phần mà chúng ta biết, chúng ta có kiến thức, thì thực ra chúng ta đi làm thì sẽ có cái niềm tin hơn, tự tin hơn để chúng ta chia sẻ sản phẩm. Thì cái phần về thực ra mà nói thì ngày hôm nay các lãnh đạo cũng chỉ nói về vai trò canxi và cơ bản chính là cái sơ đồ canxi di chuyển. Thì đến bây giờ mà nói thì em Nga cũng đã chia sẻ cho cả nhà xong rồi cái phần cái sơ đồ canxi di chuyển. Còn thực ra mà nói mà để chia sẻ hết đối với canxi đối với hệ miễn dịch thì nó rất là dài, có thể là phải dành buổi khác. Và cái thời lượng bây giờ cũng đã là 9 giờ kém rồi, cũng là quá cái thời gian quy định của bản thân em dành cho bản thân em rồi. Thì không biết là em chia sẻ như vậy quý quan anh chị thấy cái chỗ nào nó được rồi thì tốt, còn cái chỗ nào mà cần bổ sung thì các quý quan anh chị cứ góp ý để cho cái bài chia sẻ về cái canxi của em nó tốt hơn trong những lần chia sẻ tiếp theo. Xin cảm ơn quý quan anh chị đã chú ý lắng nghe. Vâng, xin được cảm ơn lãnh đạo Tống Thị Nga đã chia sẻ một cái bài vai trò về canxi đối với lại cơ thể con người rất là tuyệt vời ạ. Cả nhà mình cho chị Tống Nga hai like ạ. Sau đây là xin mời tất cả các nhà phân phối mình qua chủ giảng Tống Thị Nga, giám đốc Ba Sao đã giảng về cái vai trò canxi đối với lại đời sống sức khỏe của con người. Thì các nhà phân phối chúng ta xem là quá trình mà chủ giảng đã chia sẻ thì có những có vấn đề gì chưa rõ, hoặc là có những cái hỏi về cái vai trò của canxi, hoặc là có vấn đề gì liên quan đến bài giảng thì cả nhà mình sẽ có ý kiến để chị Tống Thị Nga sẽ giải đáp ạ. Xin mời cả nhà mình ạ. Có ai có ý kiến gì không ạ? Một chút ạ. Vâng, xin mời chị ạ. Cho em hỏi là có khách hàng của em bị bệnh Parkinson, họ bị run chân tay đấy. Thì em cũng vừa bị chia sẻ họ đón nhận đang uống lon đầu tiên, thì có phải kết hợp cái gì cùng với lại alpha không ạ? Cho họ cải thiện nhanh không chị? Cho em xin cái khách hàng mà bị run chân tay thì bản thân em cũng như là các nhà phân phối của em cũng đã gặp rất là nhiều.
Và hiện nay thì cái bác mà em đang chia sẻ vừa kể câu chuyện với chị ấy, thì bác ấy chỉ dùng các sản phẩm bổ sung alpha lipid, nhưng mà để nó cải thiện nhanh ấy chị, thì không cần phải kết hợp cái gì, chỉ cần dùng alpha thôi, nhưng mà dùng tăng dần liều chị nhé. Ví dụ như là mới đầu là bác ấy, tức là ngoài cái việc run chân tay ra, chị phải hỏi bác ấy xem là bác ơi có bị huyết áp tim mạch không, hay là bị tiểu đường cao không. Nếu như mà người ta bị cao thì mình cũng chỉ cho uống những ngày đầu 3-4 ngày đầu là 50, thế sau đó thì đến tùy theo. Còn nếu người ta không cao thì mình có thể cho uống 3 ngày 50 cũng được. Còn nếu nó cao quá thì chị có thể cho kéo dài đến 5 ngày 6 ngày, sau đó chị tăng lên 50 sáng 50 chiều chị nhé, trong khoảng 3 đến 5 ngày. Sau đó chị lại tiếp tục tăng lên 100 sáng 100 chiều. Đó, mà nếu nó bình ổn không vấn đề gì, chị lại tiếp tục duy trì tăng lên là gì ạ, 150 sáng 150 chiều. Và cơ thể người ta nó vẫn cứ đều đều cải thiện tốt mà không có vấn đề gì bất thường nữa. Thì đến giai đoạn kịch kim là chị sẽ cho khách hàng nó uống 200 sáng 200 chiều. Đó, nếu như uống một ngày 400 ml đối với dòng thực phẩm do văn tích của chúng ta thì nó cải tiến rất là nhanh, chúng ta không cần phải kết hợp cái gì, chỉ uống mỗi thực phẩm bổ sung thôi, bởi vì cái hàm lượng canxi có trong thực phẩm bổ sung alpha lipid của chúng ta nó rất là cao rồi. Còn nếu như có điều kiện ấy, có điều kiện thì chị sẽ cho uống kết hợp với chế độ gốc. Thế nhưng mà thực ra là đến người ta uống một ngày hai lần đối với cái thực phẩm bổ sung ấy là đã là gì ạ, khoảng 11 ngày hết một lon sản phẩm với chị. Nếu như mà 400 thì tức là 11 ngày đã hết một lon sản phẩm rồi. Một tháng người ta lon hết khoảng việc gần 3 hộp, gần 3 lon sản phẩm thực phẩm bổ sung của chúng ta rồi. Đó, thì nó cũng là khá tiền rồi. Nếu như nó điều kiện thì có thể kết hợp thêm. Còn không thì chị cứ cho uống. Mà đến cái giai đoạn kịch kim đó là gì ạ, ở cao điểm như em đang cho các khách hàng sử dụng ấy, thì người ta dùng là một tháng 3 lon. Thế thế là cũng là cải thiện rất là tốt đấy chị. Và cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Vâng, em cảm ơn các chị ạ. Xin mời cả nhà mình, còn ai có câu hỏi nào với chủ giảng không ạ? Chị cảm ơn, nếu không có ai hỏi cái gì về phần canxi này nữa thì có khi chị chuyển sang phần tiếp theo chị nhé. Được rồi. Thì thay mặt anh chị em trong phòng Zoom xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Tống Thị Nga hôm nay có cái bài chia sẻ rất là tuyệt vời, và anh chị em chúng ta cũng học kỹ cái bài này từ cái bài vai trò canxi chúng ta chia sẻ cho khách hàng. Hầu như là tất cả các khách hàng đều liên quan đến vấn đề canxi, và học kỹ cái bài này chúng ta chia sẻ rất là tốt ạ. Và cả nhà mình cho lãnh đạo Tống Thị Nga hai like. Cảm ơn sự chia sẻ bài tuyệt vời của lãnh đạo Tống Thị Nga. Xin cảm ơn cả nhà. Và tiếp theo thì xin mời em Vũ Thị Yến, giám đốc một sao ở thị trường Gia Viễn Ninh Bình có ở trong phòng Zoom không ạ? Có ạ. Vâng ạ. Sau đây cả nhà mình sẽ nghe em Vũ Thị Yến, giám đốc một sao ở thị trường Gia Viễn Ninh Bình sẽ chia sẻ cùng với cả nhà mình về cái quá trình tham gia Liver Email. Em mới vào được mấy tháng, chị thấy các anh nào nói là em mới vào được mấy tháng, nhưng mà thứ nhất là bán hàng và tuyển dụng rất là xuất sắc, cái thứ hai là trải nghiệm cái sản phẩm thì có kết quả rất là tốt. Mình mời em chia sẻ với lại các nhà phân phối ở trong phòng Zoom hôm nay. Xin mời vâng để tiếp theo chương trình thì em xin gửi tới tất cả các cô bác anh chị trong một vùng ngày hôm nay và lời chào chân thành nhất ạ. Em Yến xem lại xem nó nói hơi rè đấy em ơi, xem lại cái hay ngồi xa hay như nào, nó hơi rè một tí ạ. Đây của em ngồi xa chắc thế nên là tiếng nó hơi rè. Vẫn rè nó mà nó cứ nhại lại là như nào nhỉ? Nhại lại là tất nhà ai chưa làm mic. Có nhà ai chưa tắt mic là ngoài nó vào là rè chị ạ. Thế chị tắt không, em mở mic của em lên nhá. Con dao chị.
Vâng, em mở mic của em lên này. Rồi. Được rồi, em nói thì nghe rõ không con? Cấm thứ nhà em ơi. Biết thằng này nào nhỉ? Dạ. Chị dạ, thấy nó có nghe rõ không chị? Vẫn cứ thấy nhà. Vẫn nhà cả. Em mở mic ra đi. Rồi. Rồi. Chị nghe rõ chưa chị ơi? Chị nghe em nói rõ chưa? Rồi, rõ rồi. Vâng, vâng thì đã tiếp theo chương trình thì em xin gửi tới tất cả các cô bác anh chị trong phòng Zoom ngày hôm nay lời chào chân thành nhất ạ. Vâng, và sau đây em xin cả nhà mình em xin giới thiệu xin phép cả nhà mình được giới thiệu về bản thân em ạ. Em là Vũ Thị Yến, năm nay 43 tuổi ạ, ở xã Gia Minh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình ạ. Và cơ duyên em đến với sản phẩm Alpha Libit là trước đây thì em vừa làm nông và kinh doanh và buôn bán lân đạ và giống lúa giống ạ. Là sát gạo phục vụ mọi người ở trong thôn xóm. Thì mà bán cám để chăn nuôi gia súc gia cầm thì em làm để càng thành công thì càng vất vả và vất vả nhiều công việc và không có thời gian để đi chơi và đi du lịch mọi nơi. Thế nên là em gặp rất nhiều về bệnh và sức khỏe của em là thứ nhất là do công việc rất bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi cho nên em thường xuyên bị tụt huyết áp và suy nhược cơ thể. Thứ hai nữa là em bị thoái hóa đốt sống lưng và tê bì tay chân. Thì em dùng nhiều kháng sinh cho nên là dẫn đến là đau dạ dày. Thứ ba nữa là em bị bệnh trĩ hoại. Thì và em dùng rất nhiều thuốc kháng sinh nhưng mà không khỏi được. Thì cơ duyên em biết đến sản phẩm Alpha Libit này là do cô Nguyễn Thị Tuyết. Hiện nay cô là giám đốc 2 sao ạ. Thì cô chia sẻ cho em và em đã đón nhận sản phẩm ạ. Và em dùng hết một lon đầu thì cái trĩ của em thì nó đã cải thiện rất là nhiều. Còn về em dùng hết 6 lon thì đến bây giờ thì em không bị tụt huyết áp nữa và không bị suy nhược cơ thể. Và trước đó thì cứ 2-3 tháng là em phải tụt huyết áp là em phải truyền nước nhiều. Cứ mỗi lần đợt em truyền nước là em truyền phải 10 chai nước, một chai đạm. Thì truyền 1-2 chai là không thấm vào với em. Nhưng từ ngày em dùng biết đến sản phẩm này thì bắt đầu em dùng cái sản phẩm Alpha Libit này thì em chưa phải truyền chai nước nào, mà chưa phải truyền chai đạm nào ạ. Và bệnh tê bì chân tay và đau lưng của em thì giờ đã cải thiện rất là nhiều. Và bây giờ thì em rất là yêu cái sản phẩm đi này, Alpha Libit này, đi đến đâu em cũng chia sẻ. Đi ăn cỗ em chia sẻ, mà đi đám ma em chia sẻ, cũng có mọi người ngồi là em đến là em hỏi chuyện, hỏi thăm sức khỏe của các bác, các cô, các chú rồi em chia sẻ với mọi người mọi lúc mọi nơi và không kể sáng trưa chiều tối và mọi người đến mua hàng nhà em thì em cũng chia sẻ với mọi người và em kể chuyện với mọi người về câu chuyện của em tại sao mới giờ em không bị đau lưng và bị tê bì tay chân nữa mà da dẻ của em bây giờ nó hồng hào, nó không bị nám như ngày xưa nữa. Thì mọi người cứ bảo sao bây giờ hết nám thì em cũng bảo là chia sẻ và kể chuyện câu chuyện của em cho mọi người đều nghe và em mong muốn mọi người có một sức khỏe như em, mọi người đỡ phải dùng kháng sinh. Và em chia sẻ với mọi người thì mọi người và bạn bè em đã tin em và đón nhận sản phẩm và đã đón nhận sản phẩm đến khi em chưa làm thẻ ấy, thì là em đã chia sẻ cho mọi người đón nhận sản phẩm của em là đã được cả 38 lon. Trong 38 lon thì cô Nguyễn Thị Tuyết cô ấy động viên em là chị làm thẻ thì
Em nghĩ làm thẻ thì để được uống hàng chính hiệu và uống hàng thì nó vừa chính hiệu này vừa được rẻ hơn nhiều, cho nên là em đã nghe theo cô thuyết và đã mở thẻ. Thì đến nay là em đã uống được 5 tháng và em mở thẻ thì là được 4 tháng rồi ạ. Và sau 3 tháng em làm thì em đã lên cố gắng thì đã được cái thành tích nho nhỏ là sau 3 tháng là em lên giám đốc 1 sao ạ. Và em không quên cảm ơn những người bảo trợ của em là cô Nguyễn Thị Tuyết ạ và chị Đinh Thị Đoài ạ, và đã cho em được nắm bắt cơ hội kinh doanh và để giúp cho người tiêu dùng có sức khỏe tốt và giúp cho nhà phân phối có đời sống tốt ạ. Và xin mọi người đóng góp ý kiến để làm sao em chia sẻ tốt hơn ạ. Và câu chuyện của em đến đây là hết ạ. Ngưỡng mộ em thế, có 3 tháng đã lên được giám đốc 1 sao rồi. Thành tích nó nhỏ. Thu nhập so với làm mấy phát? Thu nhập so với làm mấy phát thế nào em? Em Yến ơi, chị Bảo Khuê hỏi là thu nhập giám đốc 1 sao của em được mấy bao nhiêu triệu một tháng? Thu nhập 1 sao của em tháng vừa rồi là em được 25 triệu ạ. Đấy, cả nhà mình thấy tuyệt vời chưa? Mới làm mở thẻ 4 tháng và hoạt động có 3 tháng. Thu nhập 25 triệu trên tháng. Đấy là em làm thêm các chị ạ. Thưa với cả nhà là em làm thêm, em chưa toàn tâm toàn ý vào công việc này đâu, kinh doanh này đâu. Mà việc của nhà nhà em là bây giờ hiện nay em đang một cái ao 2 mẫu, nuôi cá, nuôi vịt, nuôi ngỗng, nuôi và cấy 3 mẫu ruộng và vừa sát gạo, bán lân đạm, cám cò, tạp hóa. Đấy, có mình em ở nhà đấy. Vâng, thì em cố gắng mà làm sao mà vừa làm thêm để kiếm thêm thu nhập để cho gia đình, để nuôi con ăn học đại học, để cho nó đỡ vất vả hơn chúng em. Đấy nên là mong muốn của em có một cái khát khao làm giàu để có tiền nuôi con, để cho nó đừng có vất vả như bố mẹ. Vâng, cả nhà mình thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời quá còn gì nữa. Trời ơi, đấy là một là người làm thêm, trong khi đó là việc nhà bộn bề nào là mấy mẫu ao, xong này nuôi cá, nuôi ngỗng, nuôi vịt, nuôi gà, xong này còn bán hàng tạp hóa, xong này bán đa phân bón kinh doanh, thế mà vẫn cứ hoạt động ở trong cái lưu mây mình kinh doanh trong thời gian có 3 tháng lên giám đốc 2 sao và thu nhập 25 triệu trên tháng. Cả nhà mình thấy rất là tuyệt vời. Đấy là cái thành tích nho nhỏ mà so với các chị thì học em phấn đấu bằng các bạn. Cái cơ bản nhất đấy là em Yến ạ, thứ nhất là đang rất là nhiều bệnh do thiếu canxi đúng không, vào được cái dùng sản phẩm trải nghiệm mà cải thiện đầu tiên là về sức khỏe của em là tuyệt vời, nhìn thấy sinh hả lên đúng không. Sau bắt đầu lại được cái có thời gian có 3 tháng lên giám đốc 1 sao, thu nhập bây giờ là 25 triệu. Các chị là phải học hỏi em rất là nhiều đấy, chứ không phải là em học hỏi các chị đâu. Chị vào lâu mà bây giờ 2 năm mới giám đốc 2 sao mà em 3 tháng lên 1 sao luôn này. Đấy, chị quá khen em mới vậy, chứ còn nhiều thủ lĩnh được tuyệt vời hơn em nhiều. Các thủ lĩnh này đi trước với hai là tố chất thì từng người như thủ lĩnh nghe Hà Duy Anh thì 6 tháng lên 5 sao, nhưng mà cả nhà mình trong phòng Zoom có ai chia sẻ về trải nghiệm cũng như là dùng sản phẩm ạ và câu chuyện thành công của mình ạ? Hôm nay thì cũng được sự phân công của lãnh đạo Hoàng Hương thì rất là muộn. Chắc là bên thị trường Hà Nội hôm nay có cái chương trình khởi nghiệp, do vậy mà các anh chị là đi liên hoan uống rượu với nhau, thế là em nhận được cái chương trình hơi muộn, nên là cái phần nhân chứng thì em cũng chưa thu xếp được. Thì cả nhà mình trong phòng Zoom có ai có
nhất là đã thành công trong Mio May rồi, cũng đã dùng sản phẩm mà có kết quả thì chúng ta cứ mạnh dạn xung phong ạ. Ở trong phòng Zoom này có em anh ở thị trường Lai Châu có trong phòng Zoom không ạ? Tới khi bây giờ là cũng báo cáo cả nhà là lãnh đạo giao mà em bắn súng không tin thì phải đền đạn vậy thôi. Bây giờ em gấm mà tự chia sẻ về câu chuyện của mình cũng như là khách hàng của em gấm vậy. Báo cáo cả nhà mình là cơ duyên mà em đến được với Liêu Mây là từ tháng 5 năm 2019. Đó là cái lúc đó ông xã nhà em cũng em cứ hay treo bảo là siêu thị bệnh. Thứ nhất là ông xã thì cũng bị cái bệnh về thỉnh thoảng là nó hạ đồng huyết là cứ rúng người lại xong mồ hôi vã ra. Cái thứ hai là bị tiểu đường, thử huyết áp, thế rồi thì bị tim to, thế rồi thì cũng do cái quá trình mà bị tiểu đường huyết áp thì cũng nhiều khi là nó có hay đổ mồ hôi ạ. Đổ mồ hôi có nghĩa là khi mà tắm rửa xong thì thấy là mồ hôi nó cứ vã ra và người rất là mệt mỏi, nhiều khi là nhà sắp cơm ra nhưng mà cũng cũng không là dùng cùng gia đình luôn mà cứ thấy mệt mỏi. Sau đó thì bảo là cứ ăn trước đi rồi ông xã nhà mình sẽ ngồi ăn sau. Thế thì cũng là giờ cơ duyên hôm Hồng Gấm được các lãnh đạo Ánh và lãnh đạo chị đó là lên Lai Châu chia sẻ ở một cái nhà trước cửa. Ở nhà thì Hồng Gấm cũng không được mời. Tuy nhiên là hôm ấy thì cũng lảng vảng qua đấy và sau khi đó thì nghe thấy cái sản phẩm và cũng được lãnh đạo Hoàng Hương là mời lên phòng trên và để lãnh đạo chị là chia sẻ một đó là chia sẻ về sản phẩm. Thì đầu tiên là Hồng Gấm cũng chưa hiểu về sản phẩm nhưng mà thấy lãnh đạo chị nói là cái sản phẩm này nó là có cái kháng thể thì nó tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là có hàm lượng canxi rất là cao và cái sản phẩm nó tích hợp đầy đủ vitamin khoáng chất cũng như là cái lợi khuẩn thì giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Thế thì cũng thấy là ông xã đang có nhiều cái bệnh như thế thì trước hết là muốn là mua về để cho ông xã dùng để cải thiện. Thế thì đầu tiên là khi mà nghe thì chia sẻ luôn để quyết định là Hồng Gấm quyết định là lấy một thùng luôn để về uống ra cho cả nhà dùng. Thế thì cái hôm ấy là 11 tháng 4 bắt đầu lấy sản phẩm ạ. Thế thì về uống thì sau khoảng 10-15 hôm thì cũng thấy là cái ông xã cũng có những cái sắc nét cơ thể người nó khác. Bởi vì là khi mà bổ sung cái hàm lượng kháng thể vào cơ thể và cái canxi thì ông xã chắc là cũng do là thiếu hụt canxi nên là nó thỉnh thoảng nó hạ đồng huyết cũng như là cái bệnh tiểu đường. Thế là thế thì ông xã sau 10 ngày uống thì thấy là sức khỏe rất là tốt. Thế thì Hồng Gấm cũng lúc nào Hoàng Hương cũng chưa mời chào để làm thẻ đâu mà Hồng Gấm là quyết định là làm thẻ để làm nhà phân phối luôn. Thế thì sau khi làm thẻ xong thì đến 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì Hồng Gấm gốc về Thái Bình và lên Hà Nội và có rẽ vào thăm công ty thì thấy công ty rất là tấp nập. Mọi người lấy hàng hóa cũng như là thì Hồng Gấm thấy là rất tin tưởng cũng như là tìm hiểu về công ty và về sản phẩm. Thế và cũng lên công ty lần đầu tiên và hôm đấy là cũng quyết định là lấy một suất trưởng phòng 30 lon luôn đấy ạ. Và về phân phối và cái tháng đầu tiên thì cũng rất là may mắn. Cái 30 lon đầu tiên là cũng trong một cái tháng đầu tiên đã cũng hết. Và tháng sau thì Hồng Gấm cũng đã có một nhà phân phối mở thẻ trong một nhà phân phối và một khách hàng nữa. Thế thì sau 3 tháng thì Hồng Gấm cũng lên được giám đốc. Và sau gần một năm, từ tháng 5 đến tận tháng 1 thì Hồng Gấm lên được một sao. Và đến tận 2 năm thì gần 2 năm thì Hồng Gấm mới lên được 2 sao. Thế là cái thu nhập thì bây giờ thì cũng được có tháng cũng được hơn 20. Tháng thì được 17-18 triệu. Thế thì cũng là thấy là rất là phấn khởi. Và quan trọng nhất đó là gia đình có một cái sức khỏe tốt.
và cũng có cái thu nhập, ngoài cái đồng lương hưu thì có thêm thu nhập, thì Hồng Gấm thấy là cũng rất là hạnh phúc. Và cái công việc thì là làm trong New Amay thì nó cũng không gò bó thời gian, và chúng ta cũng rất là thoải mái đi chia sẻ cái sản phẩm mà sản phẩm tự biết nói. Có nghĩa là chúng ta bán cho một khách hàng, chúng ta chăm sóc khách hàng ấy tốt và người ta có cái sức khỏe, người ta cải thiện tốt thì người ta sẽ lan tỏa đến sản phẩm cho người thân, người quen trong gia đình, cũng như là giới thiệu cho mình các cái khách hàng để người ta dùng sản phẩm. Nhưng mà đặc biệt là Hồng Gấm có một cái bác, đó là bác ấy cũng là cao tuổi, bác sếp ở thành phố Lai Châu. Bác ấy dùng sản phẩm thì trước đây là bác ấy bị là có cái vấn đề tắc nghẽn của cái màng phổi ạ, và cái máu thiếu oxy, nên là quá trình bệnh rất là nặng. Năm 2019 thì bác ấy cũng cuối năm 2019 là bác đi bệnh viện rất là nhiều lần. Thế và đến sau đến tận tháng 7 tháng 8 thì Hồng Gấm mới biết đến và chia sẻ cho bác ấy. Bác đã dùng sản phẩm từ cái tháng 9 năm 2019 và cho đến bây giờ bác ấy dùng được hơn chục lon, và cái bác ấy cải thiện sức khỏe rất là tốt, từ cái chỗ mà tắc nghẽn màng phổi cũng như là thiếu màu trong máu, thiếu oxy. Thế thì bác ấy đã phải thở ở các bình oxy một ngày có khoảng 2-4 tiếng, thì bác phải làm thở bình oxy khoảng tầm 20 tiếng. Thế khi mà dùng sản phẩm thì Hồng Gấm cũng cho dùng từ liều thấp đến cao, và cái này bác ấy đang dừng ở 200 ml. Thế và bác ấy khỏe mạnh, thứ nhất là bác ấy có cái tắc nghẽn màng phổi, thiếu oxy, và bây giờ thì bác ấy không phải thở nữa. Thế và bác ấy còn bị cái bệnh đó là đau lưng, sau lưng này, thì bác ấy cũng đi lại rất là khó, hàng ngày bác phải đeo cái đai. Hiện nay thì bác ấy uống sản phẩm thì bác cũng đã đi lại rất là tốt, rồi tự nấu cơm và cũng đã đi quét dọn nhà cửa cũng như là dọn dẹp các cái việc trong gia đình được rất là tốt rồi. Thế và khi mà dùng sản phẩm thì bác cũng thấy là cái bệnh dạ dày của bác đỡ rất là nhiều. Trước đây thì bác ấy có cái vấn đề về dạ dày do bác ấy cứ đầy đầy vơi vơi, nhưng bây giờ là bác ấy đã cái bụng của bác ấy có nghĩa là bác ấy không bị đầy bụng trướng hơi nữa, và cái bác ấy ăn mọi cái vấn đề thì nó đã không có trào ngược, cũng như là cái mọi cái vấn đề về dạ dày của bác rất là ổn. Thế thì qua quá trình mà sử dụng sản phẩm thì bác ấy thấy là người bác ấy khỏe lên và bác không phải thở oxy, để con cái rất là phấn khởi. Cũng như là khi mà bác ấy dùng sản phẩm thấy tốt thì bác ấy đã chia sẻ cho rất nhiều khách hàng. Ví dụ như là anh chị em cứ ai ốm đau là bác ấy mang đến tận đến bảo con cái đèo đến tận nhà và pha cho uống thử, và bác ấy bảo dùng cái sản phẩm này. Và kiên trì hiện nay là bác đã giới thiệu cho Hồng Gấm được 5-6 khách hàng và dùng kiên trì đến 6-7 tháng nay rồi. Thế thì là cũng rất là cảm ơn cái sản phẩm, và cũng cảm ơn là Hồng Gấm đã biết đến sản phẩm để chăm sóc sức khỏe cho gia đình, và cũng đã có những cái khách hàng mà sử dụng sản phẩm và cải thiện sức khỏe rất là tốt. Khi mà Hồng Gấm đến nhà thì là thấy có một cái tình thân giống như là con cháu trong gia đình, và người ta rất là quý mến, và thấy là cũng rất là hạnh phúc khi mình gặp đến cái sản phẩm này, và cũng là một cái nhà phân phối để đi chia sẻ cái sản phẩm để cho khách hàng dùng cải thiện sức khỏe. Thì là Hồng Gấm cũng trước hết là cảm ơn cái người bảo trợ. Người bảo trợ của Hồng Gấm thì trước đây là anh Hưng, nhưng bây giờ anh cũng đã nghỉ và trên của anh Hưng cũng đã không tham gia nữa, và bây giờ là Hồng Gấm sẽ là trực tiếp là F1 của lãnh đạo Hoàng Hương đấy ạ. Và cũng xin là cảm ơn là lãnh đạo Hoàng Hương cũng đã rất là chăm chút để đến cái thị trường Lai Châu cũng như là quan tâm đến Hồng Gấm ạ. Xin cảm ơn cả nhà mình, và Hồng Gấm xin chia sẻ đôi chút như vậy ạ. Xin mời cả nhà mình còn ai ở trong phòng Zoom có cái trải nghiệm về sử dụng sản phẩm cũng như là quá trình tham gia thì chia sẻ ạ. Em ta còn một nhà nữa là chúng ta kết thúc ạ. Em Vân Anh xin được giao lưu với Galaxy 23. Vâng, xin mời Nguyễn Thị Vân Anh. Em chào cả nhà mình. Em giới thiệu tên đầy đủ của em là Nguyễn Thị Vân Anh. Em hiện đang làm giám đốc Bền Vững từ tháng 7 năm 2020.
Cơ duyên của em thì em biết đến sản phẩm này từ năm 2017 cả nhà, từ tháng 8 năm 2017. Và em là người có siêu thị bệnh, em rất là nhiều vấn đề về sức khỏe. Là khi mà em được một người anh tên là Trần Văn Cần giới thiệu cho cái sản phẩm Alpha này, thì lúc đấy là em đang chuẩn bị mổ cắt chóp cổ tử cung. Thì anh giới thiệu cho em là sản phẩm cũng có kháng thể, canxi, lợi khuẩn, rồi đầy đủ vitamin khoáng tố. Thế là em cũng nghe anh và cũng dùng, thì anh bảo là thay vì bác sĩ tư vấn mổ thì là em cứ dùng cho anh sản phẩm này. Sau 2 tháng nếu mà bác sĩ vẫn tư vấn cho em mổ thì em lúc đấy mổ thì chưa muộn. Thế là em cũng dùng đúng đều đủ như anh hướng dẫn. Thì là thời gian đầu ấy thì là mấy hôm đầu em dùng ấy thì là em bị mất ngủ và em bị tương tác cái gáy này, em đau lắm, em đau một tuần. Xong rồi sau đó thì là em cứ dần dần em được từng thứ một cả nhà. Em bắt đầu là tiền đình em không thấy chóng mặt nữa. Xong rồi bắt đầu tháng thứ 2 thì đại tràng nó bắt đầu nó thành khuôn. Thì là cái đại tràng nó không bị thoát như cái đợt em chưa dùng nữa. Xong là dần dần là cổ đầu vai gáy mới lưng thì là cứ thấy thoải mái dần. Và thấy rửa bát rồi là quét sân rồi là làm mọi việc thì không thấy đau đớn như trước nữa. Mà đặc biệt cái chân tay tê bì thì không biết là mất đi đúng không. Thế xong dần dần là cái xoang mũi em cải thiện này. Rồi là cái họng em bị viêm họng hạt mãn này cũng cải thiện này. Xong là em bị virus ở cổ tử cung. Tức là em bên anh ngày xưa rất hay bị viêm. Thì cũng chữa suốt. Trong cái thời gian em chữa thì cũng không có tác dụng gì. Thì cứ bị viêm đi, bị viêm nặng. Cho nên là cái cổ tử cung em bên anh có cái virus. Thế nhưng mà đúng là cái sản phẩm mà em dùng thì em dùng Alpha tháng thứ nhất. Thì tháng thứ 2 bắt đầu em biết đến cái collagen, tức là sản phẩm tế bào gốc ấy, thì là em dùng song song hai thứ. Thì sau 5 tháng em dùng sản phẩm thì là cái virus ở trong cổ tử cung em thì là nó không thể xuất hiện nữa cho đến bây giờ. Và đặc biệt là cái u lang bùng trứng, u tuyến giáp và u máu trong gan của em bên anh, thì sau 1 năm em dùng sản phẩm thì là bác sĩ đi khám thì bác sĩ bảo chỉ còn một cái chấm rất nhỏ, nghĩa là không thể đau được. Thế xong dần dần này em đang cải thiện tất cả những cái vấn đề về sức khỏe, và hiện tại bây giờ thì em vẫn đang rất là khỏe. Trong cái thời gian mà em đang dùng từ năm 2017 ấy, thì em cũng có gián đoạn một thời gian. Và sau khi dùng thì sau khi gián đoạn đấy thì là tháng 7 năm 2020, và năm ngoái em bắt đầu quay lại em làm cái sản phẩm này và em lại dùng. Như là cái thời gian đầu em dùng như là thì bây giờ em dùng như thế. Nghĩa là em cũng dùng rất là đúng đều đủ như vậy. Thì là nó cũng có những cái chuyển hóa như ngày xưa em chuyển hóa. Nó cũng đau từng đốt ngón tay này. Xong là nó chuyển hóa từng thứ một này. Xong là dần dần nó cũng cải thiện dần cả nhà. Thì là như em bên anh đọc cũng đọc nhiều sách. Thì cũng nghiên cứu nhiều thì cũng biết là cái tế bào xương của mình sau 2 tháng nó mới tái tạo được cái tế bào xương. Cho nên là những cái xương khớp thì qua một cái thời gian lâu sử dụng thì nó lại bị đau lại, nó bị tương tác lại từng ngón tay hoặc từng ngón chân thì thấy rõ luôn, nhưng dần dần nó cứ ổn định dần. Nhưng mà hiện tại như nhà em đang bây giờ ấy, không những là em đang khỏe, nhưng mà nhà em thì con trai em này cũng bị đại tràng phải tắm, xong là con trai em bị chảy máu cam rất là nhiều, chảy cứ ồ mà không dừng được. Thế nhưng mà khi mà em cho con trai em dùng sản phẩm này thì cũng là rất là tuyệt vời luôn. Và mẹ em ngày xưa là vận động viên chạy giải nhất miền Bắc. Thì là ngày xưa khi mà cái thời mà chưa dùng cái sản phẩm này thì mẹ em đau chân lắm. Đau mà ví dụ ngồi ghế mà đứng lên thì mẹ em không thể nào mà đứng được một cách bình thường, mà mẹ phải viện bằng cái gì đó và mẹ tự đứng lên. Chứ bọn em đỡ cũng không được. Nhưng mà sau khi dùng sản phẩm này thì bây giờ nhà em có thể lau nhà 5 tầng, tức là ngày nào bạn lau 5 tầng, xong bà sáng buổi sáng ra, xong bà lại lộn xuống ở phòng dưới, bà lại dọn dẹp, nghĩa là rất là nhanh nhẹn, đi lại rất là nhanh nhẹn. Và đặc biệt cái tiểu đường của bà thì quay về mức 6 phẩy từ tháng trước, nghĩa là bà em bị huyết áp tiểu đường, rồi cũng nhiều vấn đề với sức khỏe. Nhưng mà sau khi dùng sản phẩm này thì bà em cũng cải thiện rất nhiều. Và chị gái em là một người cũng bị viêm lạnh, viêm cổ lạnh và bị vôi hóa khớp háng, xong mà chị thiếu canxi nhiều quá, dẫn tới là
chu kỳ của phụ nữ thì rất là bị đau bụng, đau xuyên từ cổ tử cung đau lên, đau lắm, và cứ 2 tuần trước kỳ chu kỳ thì bắt đầu chị làm chị đau đớn. Thế là hôm tháng 7 thì em quay lại em làm sản phẩm này, cuối tháng 7 quay lại em làm sản phẩm này thì là khoảng tháng 8 em dùng. Thì khoảng tháng 9 thì là vào cái bá làm mà rất là mệt mỏi, thì hỏi anh ta thì bá bảo là dạo này chị cứ đến chu kỳ rất là đau mà đau không dậy được. Thế em cũng lại nói lại với chị về cái sản phẩm, em nói lại chị sản phẩm là theo em chị nên dùng đi. Thế chị bảo là một tháng thu nhập chị có 4.6 triệu thôi, nếu mà gì bảo chị dùng chị lấy đâu ra tiền chị tiêu. Thế em mới bảo chị là thế bây giờ bác sĩ mà đi viện, nếu mà bây giờ chẳng may mà chị để thiếu canxi nặng quá dẫn đến rất nhiều vấn đề về sức khỏe, thì một ngày nào đó không phải là 1.320.000 này nữa, cái thời chị dùng đến là 1.280.000, thì em mới bảo chị là 1.280.000 này nữa mà sẽ phải là rất là nhiều tiền, lúc đấy chị có phải lo không, mà nếu mà chị đi viện thì chị cũng một thằng con da, thì đấy ai sẽ là người chăm sóc chị. Thế là em cũng tư vấn và em nói rất là nhiều về sức khỏe, rồi là về thu nhập. Thế là chị cũng nghe, thế là chị cũng dùng. Chị tháng đầu tiên nghĩa là sau 3 tháng đầu thì chị dùng rất là tích cực, chị dùng gần sang lon thứ 4 rồi. Thế là chị dùng tích cực lắm, thì chị thấy cải thiện rất là rõ rệt luôn. Sau 1 tháng chị dùng sản phẩm thì đến tháng thứ 2 chị bắt đầu, chị bảo là gì ơi, tháng này đến chu kỳ nhưng mà chị không thấy chị bị đau bụng và bị đau xiên như thế nữa, và không thấy mệt mỏi như vậy nữa, thì mà sản phẩm này có vẻ là sản phẩm chữa được viêm không. Thế em bảo là thực ra sản phẩm này không có tác dụng là chữa bệnh, nhưng mà sản phẩm này có kháng thể, cho nên là cái viêm sẽ được cải thiện rất là tốt luôn. Thế là chị cứ dùng đến đầu đủ, thì đến bây giờ mà nếu như ai bảo chị là bỏ sản phẩm này thì chị cũng không bỏ. Và em bên anh thì cũng có một cái khách hàng là thằng nhí thôi, khách hàng lớp 6 và bị phổi, nhưng mà cái phổi của em khi mà cái cháu đấy nó thở thì sợ lắm, mình nhìn ở đằng sau thì mình nhìn thấy rõ là cái phổi nó thở cộc cộc cộc. Thế cái hôm mà mẹ của cháu bé đấy là khi mà cháu được dùng được lửa lon rồi, tức là một cái lon đấy thì là mẹ nó chia ra cho 2 anh em, thì sau khi mà dùng được lửa lon rồi thì là hôm đấy hết một cái lon thứ nhất, thì mẹ cháu cũng gọi điện thì cho em mang vào. Thì em mang sản phẩm vào thì là mẹ cháu bảo chị ơi, tháng này con nhà em cũng ốm, mà hiện tại nó đang ốm, nhưng mà rất là kỳ lạ là khi mà dùng được lửa lon mà tháng này ốm lại thấy ngồi dậy chơi xong ăn được bình thường, chứ không như mọi lần. Tức là cái cháu bé đấy cứ 1 tháng nó ốm 3 lần, cứ 1 tháng nghỉ học 3 lần, nhưng mỗi lần ốm khoảng 2-3 hôm, nhưng mà không đi học được, mà cũng không ăn uống được, và cũng không ngồi dậy chơi được. Nhưng mà cái thời gian mà dùng sản phẩm này được lửa lon thôi, nó đã ngồi bình thường, nó chơi rồi. Nhưng mà cái phổi của nó thì em bên anh ngồi đằng sau nhìn thì vẫn cứ bị thập thập phập phồng như thế. Nhưng mà mẹ cháu bảo cải thiện rất là tốt. Thế xong sau khi là cháu dùng được 2 tháng thì bắt đầu mẹ cháu cũng dùng. Thời gian đầu em hỏi mẹ cháu là có vấn đề gì khỏe không, bé khỏe lắm, em chả làm sao cả. Nhưng sau khi mà dùng thì mi nói thật với em là mẹ cháu bị xương khớp, cũng bị nhiều vấn đề sức khỏe, nhưng mà dùng thì rất là kiểu cải thiện. Mà nói chung là khách hàng của em bên anh thì hầu như là nhà nào cũng thế, nếu đã dùng là dùng kiên trì, dùng đều đúng đủ, chứ không ai bỏ cuộc cả, hiếm có người bỏ cuộc, hoặc là ít nhất phải dùng đến 15-16 lon thì bắt đầu là mới bỏ, chứ không ai là bỏ cuộc cũng chừng cả, hầu như là thế. Còn như nhà em bên anh hiện tại thì là 1 tháng em cũng phải dùng đến 7 lon, tức là cả nhà em dùng, mà em quay lại và mẹ em và chồng em quay lại thì vẫn là quay lại mức 2 tiền, chứ không quay lại mức tiền rưỡi như quy định của sản phẩm nào. 16 gram mà tiền rưỡi thì nhà em cả ba mẹ con, tức là em và chồng em và mẹ đẻ của em thì vẫn là quay lại là mức 2 tiền. Còn 2 đứa con thì đều cho cùng tiền rưỡi từ lúc ban đầu. Còn hiện tại là như nhà em thì là hầu như cả nhà dùng, mẹ chồng cũng dùng, nó rất là đều đúng đủ. Thì em thấy là một cái sản phẩm mà thực ra mà nói thì là như nhà em bây giờ nếu mà tính ra một người thì 1.320.000 gọi là 700, gọi là như bản thân em dùng 2 triệu một tháng, mẹ em và chồng em và các con của em nữa thì là khoảng có chục triệu một tháng. Nhưng mà em thấy là sức khỏe cải thiện rất là tốt, mà tăng thắng tuyệt vời, thì là
em cũng rất là mong muốn là trong phòng Zoom của Galaxy 23, nếu như ai mà chỉ là khách hàng mà chưa được dùng sản phẩm thì nên dùng. Thay vì là nếu như mà không có điều kiện mà dùng lon giữ như em thì chỉ dùng một lon cũng được, dùng 2 tháng, dùng 3 tháng 2 lon cũng được, thì là nó cũng cải thiện được rất nhiều vấn đề về sức khỏe, là một này. Hai, nó đào thải được cái độc tố trong cơ thể này. Và như em anh nói thì là đúng là cái sản phẩm này mang lại cái giá trị sức khỏe cho em và cả gia đình em rất là tuyệt vời. Nếu như không có sản phẩm này thì chắc đến bây giờ thì là em anh chắc là ung thư cổ tử cung, thì không biết là đến bây giờ còn ngồi trong phòng tu viện được không. Thì là em anh cũng muốn là chia sẻ cái sản phẩm tuyệt vời này với cả nhà, nếu mà ai mà chưa nghe thấy về những người mà nhiều vấn đề về sức khỏe hoặc là chưa được dùng được sản phẩm thì nên dùng. Và khi mà dùng rồi mà sức khỏe tốt rồi thì mình cũng mạnh dạn lan tỏa, kể cả là như em anh bây giờ gặp bất kỳ ai thấy ở ngoài chợ có cái chị bán gà, chị đấm, em cũng chia sẻ, hoặc bất kỳ ai em chia sẻ, có thể người ta dùng, có thể người ta chưa dùng, nhưng mà khi mà mình lan tỏa rồi thì là ví dụ một ngày đẹp trời nào đó người ta ví dụ người anh người chị hoặc là một cái người nào đó, người thân người quen chia sẻ người ta, thì người ta sẽ đón nhận cái sản phẩm đúng như em với anh đón nhận sản phẩm từ thủ lĩnh hiện tại là thủ lĩnh 4 sao từ Tân Tần đấy ạ. Đấy thì là em với anh cũng muốn chia sẻ một chút về sức khỏe của mình và cái cơ hội kinh doanh của mình. Thì em rất là cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, và em xin nhường lời cho các anh chị mà có nhiều vấn đề về sức khỏe hoặc là thành công trong New Mây thì chia sẻ đôi chút. Vâng, em xin cảm ơn ạ. Hay quá, tuyệt vời, Vân Anh. Cảm ơn bà Vân Anh. Cả nhà mình còn ai không chia sẻ nhỉ? Bà Vân Anh ở G19 à? Em G19, vâng, tuyến dưới của anh Cần nhé. Em là F3 của anh Cần. F3 của anh Cần à? Vâng. Tuyệt vời. Sản phẩm tuyệt vời thế đấy chị ạ. Em rất yêu sản phẩm. Chị rất là yêu sản phẩm mà. Vâng. Chào cả nhà nhé. Vâng, xin mời cháu Huệ ở Lai Châu. Góp một tí thôi. Mở tiếng đi mình ơi. Mở tiếng rồi mà. Nghe rõ tiếng không ạ? Nghe thế rồi, bây giờ mới nghe thấy. Vâng. Đây trong phòng ai bị trĩ không? Ta bị trĩ, em chứng bị trĩ à. Cảm nhận cái hôm nay thì chưa có người nào trí nặng, nhưng mà chính bản thân mình hồi xưa cũng bị trí rất là nhẹ, nhưng mà uống sản phẩm vào ấy thì là uống đến non thứ 3 thì bắt đầu thấy cái trí nó lòi ra, mà lại như lúc mình bị bệnh sau khoảng độ 5-6-7 ngày gì đấy, bắt đầu nó co dần và từ hồi giờ là nó hết. Thế còn nếu mà ai có trí nặng thì sẽ chia sẻ, còn riêng chỗ cô gắm mẹ là cũng bị hồi xưa cũng đã bị trí, có nghĩa là nó cũng nhẹ nhẹ thôi, nó hơi nòi ra xong uống nó đã khỏi rồi, nhưng khi dùng sản phẩm vào thì lại thấy nó nòi ra bình thường, có nghĩa là sau 3 lon là thấy nó nòi ra, và sau 7 đến 10 ngày rồi đấy bắt đầu nó co dần và bây giờ từ hồi giờ nó không thấy gì nữa. Đấy là về cái bệnh trĩ. Thế còn ai mà trĩ nặng thì có nhân chứng thì chia sẻ cho bạn Huệ. Em cũng bị trĩ đấy ạ, em quên mất cái trĩ, em cũng bị trĩ đấy ạ, nhưng mà phải là cũng cải thiện rất là tốt đấy ạ. Sản phẩm nhà mình tuyệt vời thật, bởi vì là ôi con tí mày ơi, nói bé nó không nghe được. Nghe được chưa cô? Được rồi, nói sao mấy chút nữa. Tôi, vâng. Cái sản phẩm của mình sau khi mà em dùng đến lon thứ, bây giờ là lon thứ 3, thì tự nhiên hôm trước ra bảo bây giờ mình đi vệ sinh mà mình không cảm thấy. Nhưng mà một tuần đầu tiên nhá, những cái tuần đầu thì uống một nửa lon đầu ấy, ra máu nhiều lắm đấy, đi ra vệ sinh đi ra máu đi như mưa luôn đấy, cũng cứ mặc kệ nó, phải dùng được đến ngày thứ tuần, đến ngày tuần thứ đến ngày thứ 10. Với hai là mà chắc là mình hay đi uống rượu nhiều nên là nó kệ,
nhưng bây giờ đi không 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 ra máu này. Thứ hai là vừa bị trĩ vừa bị lồi do âm nữa, mà bây giờ nó co hết lên. Nên là thứ ba, nghĩa là mình đi mình cảm nhận thấy là nó đạt được khoảng tầm trên chín gần 90% so với cái độ kỳ mình mong muốn, mà thực sự nó không ngờ luôn đấy. Đấy là liên quan về chị, thực sự là tuyệt vời. Thì bảo là cô gấm ấy này, các chị bảo uống thì cứ uống thôi, thì mình uống vì là em bị đại tràng. Bây giờ ăn được gỏi cá, ăn gỏi cá không sợ đau bụng rồi. Ngày xưa mà ăn đồ lạ phát gỏi cá là ăn bằng chết rồi, mất 2-3 ngày gần như chả ăn uống được cái gì nữa. Bây giờ thì ok, còn chị thì cải thiện tuyệt vời luôn. Phải nói đấy là cái chia sẻ về cái mà khi dùng sản phẩm mà sau được cần non thứ ba thì chị đến bây giờ là tuyệt vời đấy. Em chả biết nói gì hơn nữa là thực sự là bản thân mình cảm nhận ý, là cảm ơn sản phẩm, là thấy là đúng là một tuyệt vời. Lưu Hải ơi, cho mình xin số điện thoại được không? Dạ, số điện thoại của em là 098 ạ. 098 602 602 1234 ạ. 1234. Vâng. Mình cứ xin số để giao lưu nhá. Ví dụ như là có người ở Lai Châu chẳng hạn thì nhờ chăm sóc nhỉ. Vâng. Mình ở thị trường Hà Long nhá. Mình thị trường Hà Long, nếu mà cả nhà có Hà Long Quảng Ninh à em Vân? Em Hà Long Quảng Ninh, em Cao Xanh ạ. Nếu cứ như anh chị mà có khách hàng ở đây thì cứ nhờ em. Em sẵn sàng luôn. Chị cứ vào Zalo chị kết bạn với em nhá. Ok, số này nhá. Số này nhá. Rồi, số này ạ. Vậy ở Lai Châu nhỉ? Vâng. Lai Châu. Còn xin chia sẻ tâm sự luôn với cả nhà nữa là có một khách hàng hiện tại bây giờ như hôm trước cũng gọi điện cho chỗ anh chị ấy, với chỗ chị Ánh để hỏi những trường hợp là khách hàng bị u lang thượng thận ấy. Thì lúc vừa ấy vừa chia sẻ thời gian đầu ấy thì em lúc đấy là đang ngồi nói chuyện cùng với khách hàng chỗ bà Xuyến ấy, cô Gấm. Hay bà Xuyến có vào một lúc nhưng vì máy bị hết pin á. Thì thực sự là ông dùng được một tháng, đến ngày 17 này là ông được một tháng này. Nhưng mà cái sự chuyển hóa trong cơ thể của ông nó cứ lên xuống liên tục. Mà cái cơ vì u mà u ác tính u di căn ấy. Chả biết u thế nào nữa. Đây thằng Huệ đây nó cũng là chỗ trường của thằng Hòa đây này. Nó bị trĩ nặng này, cuối cùng bây giờ nó dùng sản phẩm. Nói tiếp đi. Thì Nhung à. À có chú quên. Đã đang nói chuyện thôi. Dạ. Nên là bên là hôm nay là vào dùng là ngày thứ đến 17 này, hôm nay là còn 3 ngày nữa là 1 tháng. Vừa rồi cố gắng động viên bảo ông giảm xuống 100, ông uống một ngày 200 alpha, 4 viên Infomoc, 2 viên Coletem và nước đói thì ông dùng SD2, ông mới dùng SD2 thôi. Thì ông cải thiện được cái tiêu hóa. Phần cải thiện một phần tiêu hóa, bụng nóng gian. Còn lại phần xương khớp không biết cả nhà có ai là người trực tiếp không, chứ như Huệ đây nó gần như bám sát là cứ khoảng tầm 2-3 ngày, thậm chí những ngày đầu là gần như ngày nào ông vào để theo dõi. Những tuần đầu tiên thì ông rất bình thường, sau đến ngày thứ 7 trở đi ông đau dần dã luôn, đau gần như đau cả ngày cả đêm. Đau lúc đầu thì đau xương khớp, chạy vào xương khớp đau khủng khiếp, từ xương khớp chân, xương khớp tay cho đến các xương khớp bả vai mà quanh người đau đau lắm, nhưng ông vẫn chịu được. Sau đó ông dùng Coletem rồi ông dùng liều lượng cao mà nó công vào cái vết cắt thận của ông bị cắt mặt thận bên trái á, thế là nó cứ công vào bên đấy nó đau thôi. Thì trong thâm tâm mình chắc mình nghĩ là khả năng lúc đấy là bắt đầu là các cái vết sẹo ở trong vết cắt đấy là qua quá trình tái tạo thì các vết sẹo đấy bắt đầu bị công kích vào thì nó đau. Nên hôm nay ông vẫn đau, thì một thời gian ông đau gần 10 ngày mới được có 3-4 ngày, hôm nay là ông không bị đau cơ xương nữa. Thì rất kỳ lạ là cơ xương khớp của ông bây giờ không đau xương khớp nữa, thì là đau cơ. Ông đau dần dã cơ, đau như người bị gọi là đang bình thường không, xong là chạy marathon một đoạn thật dài đấy, xong quay về xong là đến ngày hôm sau nó mới ê ẩm, nó mới đau không nhấc chân tay lên được. Ông đau ê ẩm lắm, ông bảo ta đau kinh khủng khiếp, mà đau nhất là đau bụng, nó cứ dâm gian, nó cứ công vào cái chỗ vết mổ ông đau. Thế tối hôm nay mới nhìn cái gân tay của ông, thì hôm trước thì ông uống enzyme. Trước đó thì ông dùng cái thuốc nam của cái ông gì ở trong miền Nam gửi ra, uống mức độ bị teo mật, người nóng bị teo mật vào. Thế khi dùng sản phẩm bên mình thì trước đó là ông dùng enzyme. Mà cái bên enzyme nó bắt ông là phải ăn chay, ăn muốn tí muối với tí cơm không thôi.
rau cũng không được ăn, kiêng kiêng đến mức độ mà ông bảo tao hốt hoảng nên tự nhiên người cứ thế là nó lao dốc xuống cân mà uống enzyme. Thế hôm nay vào thì cũng mở các anh enzyme xuống, nhưng ông bảo là ông không dùng enzyme, ông dùng enzyme tôi cần chết. Mặc dù bây giờ ông biết là ông còn nước, ông còn tát thôi. Nhưng sản phẩm bên mình phải nói là cái sự chuyển hóa của nó theo giai đoạn đấy. Mà khi công vào đến cơ, đến xương ấy, thì khi đi vào xương thì ông bảo nó cảm giác nó không phải là nhức theo kiểu như cứ có người đấm vào thì lại dễ chịu. Cứ có người đấm vào xương ấy. Thì ông có một cái đấm lưng mạnh lắm, cái tần suất của ông phải lên cấp 13, 14, tức là khi mình đấm vào mình cảm thấy đau. Mà ông dùng cái đó vào thì ông cảm thấy dễ chịu. Nhưng cứ rời ra thì lại bắt đầu cảm thấy đau, cảm thấy nó nhức, nó mỏi. Thế là hết, tạm thời bây giờ thì nó hết cái giai đoạn về xương, ở tất cả các khu vực trong xương của ông, các khớp bả vai, các khớp chân. Thì bây giờ quay sang là toàn bộ là cái cơ ở bả vai. Như hôm nay là có hơi đau nhức tí bả vai về xương, nhưng mà chủ yếu là cơ bả vai, cơ đùi, cơ tay. Nó mỏi rời rã ra, ông bảo tao mỏi lắm, đồng thời lại đau nữa. Nhưng có điều rất kỳ lạ là từ hôm dùng sản phẩm đến mình của mình, nước da của ông tốt hơn nhiều. Nước da của ông sáng hơn nhiều so với nước da trước khi ông không dùng sản phẩm. Ông thức đêm thỉnh thoảng mất ngủ, nhưng mà có hai hôm nay ông mất ngủ thì ông bảo ông thấy mệt mệt thôi. Chứ bình thường ông sẽ không cảm thấy mệt. Hai hôm trước thì ông bảo là tự nhiên người êm êm, không thấy đau, không thấy mỏi nữa thì ông đi bộ được. Nhưng hôm nay lại bắt đầu quay ra là chân tay lại đau, nó nhức. Nhưng là đau không phải theo kiểu đau bị viêm ở đâu, mà nó đau như là cái trạng thái các cái cơ nó bị giãn cơ, nó rời hết cơ ra. Thì chắc thì theo em suy đoán là bây giờ đang trạng thái là các cơ được nghỉ ngơi trong có cái thời gian nó vận động, hoặc là trong cơ thể ông nó cũng có nhiều cái u hạch ấy, bởi vì là ông bị u di căn mà. Thì đó, thì là ông bị đau như thế. Nhưng phải thực sự là ông có một niềm tin rất tốt, mà cũng nhờ trong cái đội hình cái ngôi nhà New Email của mình, có một chị Vân, chị ở Yên Ba, ở Vĩnh Phúc á. Ở Vĩnh Phúc chị hay ở Phú Thọ ấy, là chị cô ấy là cô xuống cô ấy dạy trực tiếp, thì chị tư vấn cũng rất tốt và chị cũng động viên nhiều, nó em cũng vào động viên nữa. Thì ông dùng cực kỳ là kiên trì luôn. Chắc là em chắc không biết là gặp khách hàng thứ hai hay không, nhưng mà đau như thế mà ông không bao giờ dùng thuốc giảm đau. Khuyên ông giảm liều, bảo như chị Ánh chị bảo là hay là cho ông giảm xuống liều, chứ đau thế là người ta sợ mất. Thì khuyên ông giảm xuống, ông bảo đã dùng liệu trình như thế thì cứ thế mà dùng, không việc gì phải giảm xuống. Thế là lúc đầu ông uống là 200 buổi sáng, 100 alpha AL3, buổi chiều 100 AL3. Buổi sáng 2 viên Coletem, buổi chiều Infomoc, buổi chiều 2 viên Infomoc và buổi tối là 2 Coletem. Bây giờ là buổi đêm nữa là ông thấy đói là ông dùng cái SD2 bổ sung thêm ban đêm. Còn ban ngày ông vẫn uống SD2, ông uống 2 lần. Thì trước mắt tạm thời là báo cáo với kết quả mọi người là em Huệ đang chăm một khách hàng. Thực sự là cũng nói thẳng luôn với này bà Xuyến là bây giờ hiện tại bà làm thẻ rồi, bà làm nhà phân phối của bên New Email mình rồi. Thì cũng bảo với bà là động viên bà là thôi cố gắng thôi, chứ bên sản phẩm bên cháu thì nó có những cái gì nó đặc trưng, thành phần kháng thể cũng như là các cái thành phần dinh dưỡng quan trọng như canxi và lợi khuẩn, chứ bên này nó không phải là thuốc. Cố gắng làm sao dùng, nhìn thấy ông dùng hiệu quả một tháng thôi nhưng cũng thấy là cái sức khỏe của ông có sự cải thiện, mặc dù là ông rất là đau về các cái chuyển hóa như thế. Thì bà cũng bảo bà biết đấy là những cái chuyển hóa tốt thì bà cũng động viên. Còn riêng bản thân bà thì bà dùng cái lon alpha dở của con của bà mua ở bệnh viện Bạch Mai về, mà từ tháng 8 năm ngoái bà bóc ra là bà cũng chẳng dùng. Thế là hôm ấy em mới là cô gấm vào bên trong nhà bà tư vấn, cũng chỉ vô tình thôi. Thế là bà nghe thấy sản phẩm như vậy thì bà về bà tiếc quá bà dùng. Thì điều kỳ lạ là khi bà dùng, mặc dù cái sản phẩm của mình nhá, đúng là bóc trong vòng 3 tháng là không được dùng nữa đấy, nhưng vì bà tiếc quá bà dùng. Bà bảo nó cũng không được thơm như cái sản phẩm như cái con ngọ mới bóc. Nhưng khi bà dùng hết một non thì cái xoang của bà ấy, hôm bà xịt ra cực kỳ dịch nhiều xoang. Cái dịch xoang của bà ấy là bà bảo bà xịt ra, mà bà ấy bảo với chồng bà là chắc là bà ấy chết mất rồi, vì nó nhiều nhiều vô kể luôn, toàn nước đặc mùi cái màu gạo ấy. Cái dịch xoang màu gạo mà ở trong này em ghi cực kỳ cụ thể đứng cái trạng thái của ông. Nhưng của bà thì em chưa ghi, bà thì sau này em mới ghi.
là cái dịch xoang, mà nếu mà ước tính thì chắc là phải bằng bát ô tô con, cái dịch trong xoang chảy ra. Nhưng khi xoang chảy ra phát thì bà nhẹ bỗng đầu cái thì bà quay sang đau đầu, đến bây hôm nay bà vẫn đau đầu, là bà đau ở trạng thái nhiều khi là cả hai bên đầu nó đau và đầu nó cảm thấy nó mệt mỏi. Đấy là cái xoang, nhưng thở thì dễ thở hơn, không thấy nước mũi chảy. Còn cái dịch thì nó đào thải từ từ thì nó lại chảy xuống cổ họng, nó lại không dịch ra bên, thì ra bên ngoài. Thì về xoang thì bà có cải thiện. Đó là cái khách hàng mà em đang chăm cả hai vợ chồng. Thì có bà, thì bây giờ bà đang dùng thì bà làm là nhà phân phối luôn. Vì bà bảo tao xác định thế này là hai vợ chồng dùng lâu dài, tao phải làm thẻ trước để sau này nó cũng giảm bớt kinh phí đi. Thì trước mắt là đang định hướng cho bà như vậy. Còn về sức khỏe của bà nên chia sẻ với mọi người, đấy là cả bà là bị xoang này, bà cũng bị xương khớp này, tê bì chân tay này. Còn riêng ông thì hiện tại bây giờ là ông dùng sức khỏe thì thận thì ông bị cắt một bên, thuốc thì ông dùng thuốc nam của ông miền Nam gửi về, nó nóng quá mà cái khối u nó cũng tiêu đi nhiều, nó cũng nhỏ đi nhưng nó bị teo bất mật. Thì đang sử dụng sản phẩm bên mình thì chắc là đang chuyển hóa trong một tháng này rồi, là cơ thể ông là đau đớn lắm. Nên nếu trong trường hợp mà sau này mà các chú, các cô, các bác, anh chị mà trong phòng mà gặp khách hàng đau, cố gắng động viên họ. Nếu mà trong trường hợp đau như thế này mà họ mà bỏ sản phẩm của mình là sẽ có nguy cơ đấy, nếu họ không có cái ý chí và kiên trì cao là bỏ đấy. Nên là đến động viên là cô chú tâm lý tốt lắm, xác định luôn là dùng cả đời luôn, mà dùng đến khi nào sản phẩm đến khi nào nó hiệu quả thôi, mà cô chú đặt kỳ vọng. Quan trọng nhất là động viên mà dùng thì sao nó kết quả, mà cái ca còn di căn mà lại để sao nó lại ổn thì lại ngon, đúng không? Bây giờ trước mắt là để cho ông phục hồi đó, vì ông dùng enzyme vào, enzyme nó bắt ông kiêng tới mức gọi là suy nhược cơ thể. Khủng khiếp, bị dính một sao. Bây giờ là gần như là cơ thể ông phục hồi. Nên là hôm nay nhìn thấy tay, nhìn thấy cái mới. Cả nhà mình có ai có ý trường hợp giống như khách hàng giống như bạn Huệ không nhỉ? Anh Huệ ơi, anh Huệ cho em xin số điện thoại, lúc đấy em chưa ghi được hết ạ. Dạ của em là 098 ạ. Vâng ạ, anh đọc tiếp đi ạ. 602 ạ. 602 ạ. Vâng, 1234 ạ. 602 1234. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Thế là xin chia sẻ về một khách hàng đang chăm, một khách hàng thực sự là cũng là mối thân tình luôn, có một cái sự quan tâm đặc biệt. Không những tất cả khách hàng mà riêng khách hàng này mình quan tâm thì cũng là những bước đầu khi đi làm New Mây. Em vào New Mây từ 25 tháng 1, tính đến bây giờ là được có tầm hơn 2 tháng. Nhưng dùng sản phẩm của riêng mình thì được khoảng tầm 3 tháng rồi. Thì thực sự là thấy sản phẩm bên mình có cái đặc điểm nổi trội, có cái hiệu quả cao đối với người tiêu dùng, đối với người sử dụng sản phẩm. Nên là có cái lòng tin, mà em cũng khẳng định luôn là thực mình mới vào mà mình đã có một cái lòng tin rất là tuyệt đối luôn về sản phẩm. Tuyệt vời đấy. Báo cáo cả nhà, em về vào tháng 1 nhưng mà mới đầu là em là cũng bắt đầu là để đi vào các cái Zoom để học về kiến thức cũng như là về sản phẩm, và mới bắt tay làm bắt đầu là mới có từ đầu cuối tháng 3 sang đầu tháng 4 ạ. Và tháng 4 này đã đạt xuất trưởng phòng. Xin mời cả nhà mình có ai, bây giờ cũng là 21:52 rồi nhỉ. Cô Mê cho em hỏi chị ở thị trường đâu vậy ạ? Chị ở trên thị trường Lai Châu em ơi. À, chị cũng trên mạng Lai Châu hả cơ? Vâng. Nhờ cho em xin số điện thoại chị Gấm mẹ ạ. Chị Gấm à? Vâng. Đọc số điện thoại là các lãnh đạo ở đọc trên phòng Zoom nó không cho, cho đọc đấy chứ. 0988 em ơi. 0988 vâng. 594. Vâng. 865. Vâng. Cả nhà mình có ai còn đỡ chia sẻ về dùng sản phẩm cho các anh em trong nhà. Cho cháu hỏi cả nhà tí xem là trong phòng Zoom mình có ai đã dùng sản phẩm liên quan đến viêm gan B, viêm gan C.
mà hiệu quả điều trị tích cực chưa? Khi dùng sản phẩm ấy. Gan B thì có rồi đấy, có nhiều đấy. Còn C thì không biết, nhưng mà gan B có. Mấy lần cô cũng đã được nghe và chia sẻ mà. Thực ra là theo em ấy, cái viêm gan B, viêm gan C nó là virus đâu. Thì giống như cơ thể em ấy, là virus trong cổ tử cung ấy. Là khi hệ miễn dịch của mình suy giảm ở phần nào thì là virus nó tấn công ở phần đó, thì là cái kháng thể của mình thì em nghĩ là hỗ trợ rất là tuyệt vời cho cái bệnh nhân viêm gan B hoặc viêm gan C đó. Đấy. Thì em cũng thấy rất là nhiều người chia sẻ là khi dùng sản phẩm của mình thì viêm gan B là rất là ok. Đấy, đấy là em vẫn đang nghe thấy thế, còn khách hàng của em vẫn đang thì không có. Nhưng mà em nghĩ là virus thì là rất là tuyệt vời luôn đấy. Hoặc là cái HP dạ dày ấy, thì cái sản phẩm của mình cũng là hỗ trợ rất là tốt luôn. Rất nhiều người chia sẻ đó là có cái vi khuẩn HP sau dùng khoảng 4 non 4 tháng ấy. Là không, cái đi kiểm tra không thấy vi khuẩn HP đâu. Và cũng rất nhiều người nói ở cái viêm gan B ấy, là dùng là cũng cải thiện cái virus viêm gan B, là sau một thời gian dùng dài lâu, cái viêm gan B nó sẽ lâu dài hơn. Đấy thì họ đi xét nghiệm là cũng thấy là giảm rất là nhiều, và cũng có người là cũng đã không thấy cái virus đâu đấy. Vâng. Còn ai trên phòng Zoom của mình có cái kết quả sử dụng sản phẩm gì chia sẻ đi. Ví dụ như lặng lặng như là bạn Huệ vừa chia sẻ đó ạ. Hôm nay ở Lai Châu có cái nhà phân phối Oanh ấy. Bạn Oanh ấy rất là có cái rất nhiều cũng là gọi siêu thị bệnh, nhưng hôm nay bạn lại đi công tác, bạn lại đi tiếp thầy nên thầy bạn không vào. Thế nhưng bạn từ cái niềm tin về sản phẩm và rất là tin tưởng vào bạn, bây giờ bạn trở thành nhà phân phối. Cô Hồng, chị Hồng không có đơn ông phòng Zoom. Thế để cháu kể sơ qua câu chuyện chị Oanh chị chia sẻ cho cháu nghe nhé. Là chị Oanh chị bị hen bẩm sinh ấy. Chị hen mãn tính bẩm sinh luôn. Thì tóm tắt sơ lược là khi bị hen thì mọi người biết rằng là nếu như không cấp cứu nhanh thì có thể gây chết. Thì chị bảo là chị đã phải dùng đến chất độc bảng A, tức là adrenaline. Mà theo cái nguyên tắc là adrenaline nếu như không phải dưới sự chỉ định của bác sĩ ấy, thì không ai được phép dùng adrenaline. Bởi vì dùng chỉ cần quá 0,01ml là đã chết rồi. Đấy, chỉ cần quá 0,01 thôi nhá, không cần nhiều đâu. Mà chị đã phải dùng đến, mà tự dùng nhá. Thấy bác sĩ tiêm bao nhiêu liều là chị để ý, xong đó là chị về chị tự dùng. Chị không dám lấy chồng. Chị bảo tầm 30 tuổi chị mới lấy chồng, vì lấy chồng sợ là sẽ không ở với nhau lâu. Vì bệnh này nó ra đi lúc nào không biết. Còn khi đẻ con chị cũng suýt chết. Khi mang thai cũng liều mang thai và cũng suýt chết. Thì ở Lai Châu có cô Hồng sang động viên thì chị bảo thôi rồi, nếu cô nói thế thì cứ dùng một non. Thì chị bảo chị dùng một non có hiệu quả đấy. Thì chị bảo tiếp tục non thứ hai. Và chị uống 6 non và đến bây giờ mọi người biết kết quả của chị như thế nào. Chị đánh cầu không có đối thủ. Đánh cầu lông ấy. Đánh liên tục 5 xét, 6 xét, đến 7 xét chị tiếp được hết. Đấy, từ lúc chị dùng sản phẩm đến bây giờ là chị không ở trạng thái bị cấp cứu nữa rồi. Không phải đi cấp cứu nữa. Nên là nếu như ai mà có cái hiện tượng liên quan về hen ấy thì liên lạc cùng với chị Oanh ấy. Qua số điện thoại có thể xin qua cô Gấm thì để mà chị chia sẻ cho về vấn đề về cái bệnh hen của chị ấy, là người đã sử dụng đấy. Nói chung là như chị nói là 6 non là bắt đầu có sự cải thiện cực kỳ rõ rệt luôn, là từ non thứ 2 đã cảm nhận thấy rồi, và đến non thứ 6 là chị đã có sự cải thiện cực tốt đấy. Đấy là cái buổi chia sẻ mà Huệ đi hỗ trợ nhà chị Oanh con chó đẻ, đi mổ đẻ cả ban đêm. Thì mổ đẻ xong đấy rồi là chị quay ra là nhìn thấy chị sử dụng alpha mới hỏi, thì hỏi chị sử dụng rồi. Thì chị bắt đầu kể toàn bộ cái lịch sử của chị ra như thế. Thì cũng là một cái mà Huệ được nghe này, Huệ vững niềm tin hơn khi có cái chia sẻ để mà nói chuyện với mọi người về cái bệnh mà liên quan tới phổi, tức là hen. Xin cảm ơn bạn Huệ. Huệ bảo anh trước khi chưa dùng sản phẩm là 1 năm là cũng phải vào viện mấy lần, thứ hai là cũng phải về Hà Nội mấy lần về cấp cứu.
uống một lần đi thì cũng tốn kém rất là nhiều. Và anh ấy chia sẻ là dùng sản phẩm thì cực kỳ là hiệu quả. Hay đó là bây giờ một là bạn ấy dùng ấy thì một năm cũng một tháng hết hơn một năm thôi, nhưng mà nó chỉ hết hơn 1 triệu, nhưng mà chỉ bằng một lần bạn ấy đi Hà Nội mà lại còn vất vả. Nhưng mà một năm là đi hết 2-3 lần, xong lại còn nằm viện ở tỉnh không chưa kể. Thế nên là dùng rất là hiệu quả. Còn khách hàng này dưới chị Hồng, nên là Hồng Gấm cũng không chắc là không phải muốn cái hen đâu, mà còn nhiều vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên là cái hen nó là chủ đạo. Và cả nhà mình có ai có ý kiến hay không? Bây giờ cũng là bắt đầu chuẩn bị sang 10 giờ rồi, chúng ta có thể là phát phòng Zoom nhỉ. Còn ai có ý kiến, có chia sẻ không ạ? Nếu không ai có cái việc chia sẻ, có khi chúng ta dạ. Có ai có chia sẻ không ạ? Vâng, thì khi cũng đến giờ rồi, cũng trong thông báo là chúng ta đến 21:30, bây giờ là bước sang 22 giờ rồi. Thế thì có khi là cũng trước hết là chúng ta xin chào, cảm ơn chủ giảng Tống Thị Nga và tất cả các nhà phân phối hôm nay đã có những cái chia sẻ trên phòng Zoom rất là thú vị, và cũng là những cái mà để cho các nhà phân phối chúng ta có những cái kinh nghiệm trong cái chăm sóc cũng là đi chia sẻ khách hàng. Thế và cái thời gian, thời lượng đến bây giờ cũng là 22 giờ để cho mọi người ngủ sớm và cũng để ngày mai ra thị trường tốt hơn. Thì Hồng Gấm cũng xin kính chúc chủ giảng Tống Thị Nga cũng như là toàn bộ anh em nhà phân phối hôm nay vào phòng Zoom nghe đào tạo chương trình cũng như là nghe chia sẻ có một sức khỏe tốt, và cả nhà mình sẽ bật mic chào nhau và hẹn gặp lại sang buổi phòng Zoom khác ạ. Chào cả nhà nhá, em vẫn đang chào cả nhà đây. Chào cả nhà mình nhá. Cả nhà ngủ ngon nhá. Vâng, chào em.